bốn 4000, xử lý toàn bộ. Lăng Hàn, người không biết xấu hổ, đám người tức giận không kiềm nén được. Một thổ dân nho nhỏ dám đùa giỡn bọn họ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, nói, các người qua loa xin mệnh liền muốn mặt rồi. Tất cả mọi người đỏ mặt, cho dù quỳ xuống bọn họ cũng không thể cải biến sự thật. Kết quả lại là Lăng Hàn đùa bỡn bọn họ, muốn bọn họ buồn bực và xấu hổ. Các ngươi nói đúng, đoạt bảo trong di tích cổ, tùy vào bản lĩnh. Nghe theo mệnh trời, Lăng Hàn bộc phát sát ý khủng khiếp, bị người ta truy sát không ngừng, thật sự cho rằng hắn không tức giận. Mọi người cùng nhau xông lên, có người kêu lên, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người, không phải là đối thủ khi chúng ta liên thủ. Đúng, liều mạng với ngươi, quan hệ đến tính mạng của mình, cho nên nhất hồ bách ứng, đám người cùng giống to, nếu đã chạy không thoát, bọn họ chỉ có thể liều mạng. Lăng Hàn không quan tâm, hắn chắp tay sau lưng, chỉ cần không có người trốn thì hắn sẽ không động thủ. Giết hắn còn có thể có thu hoạch khổng lồ. Mã Thu Linh nói, nàng rất căm thù Lăng Hàn, bị đối phương đập một cục gạch, nàng chẳng những bị hủy dung, còn bị vận rủi quấn thân. Âm, nàng mới vừa nói xong, một cơn gió thổi tới và lùa vào miệng nàng, nàng không ngừng ho khan. Vận rủi quấn thân, có thể nói dù uống nước lạnh cũng tê răng. Giết, có mười mấy người liên thủ tấn công, trong tay đều cầm pháp khí, mặc dù đều là cấp bậc tầm bí cảnh, bọn họ lại có thể phát huy toàn lực, bọn họ như hổ thêm cánh. Lăng Hàn mỉm cười, sát khí bộc phát, mười mấy người kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, giống như đứng trước mặt bọn họ không phải tiểu bối minh văn cảnh, mà là chân quân cao cao tại thượng, thậm chí là đại năng cấp giáo chủ. Xoát, đúng vào lúc này, một thanh kim kiếm bay ra, phốc, nó đâm vào chán một kẻ địch. Đáng tiếc, kim kiếm không thể chuyển hướng, nó chỉ có thể bay theo đường thẳng và đâm vào vách đá. Lăng Hàn xông ra ngoài, hắn vung hai tay, ầm ầm ầm, hắn như hóa thân thành chiến thần, khi hắn xuất quyền sẽ có kẻ địch bị đánh bay những người còn lại giật mình tỉnh táo lại, vội vàng phát động phản kích. Nhưng vô dụng, dưới nhãn thuật của Lăng Hàn, hắn như dẫm trên đất bằng, mỗi đấm đều kiến công. Chỉ qua 2-3 phút đồng hồ, Lăng Hàn đã oanh sát 7 người, hoặc bị nắm đấm đánh nổ, hoặc bị kim kiếm diệt sát. Những người khác sợ hãi, lúc trước, bọn họ còn có dũng khí liều mạng, sau khi phát hiện liều mạng cũng vô dụng, dũng khí của bọn họ cũng biến mất, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, đó chính là chạy trốn. Nhiều người cùng chạy trốn như thế, luôn luôn có người thoát thân. Chạy đi, đám người cùng quay người, hoặc đi lên núi, hoặc quay về theo đường cũ, không có người nào dám tranh phong với Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, phát động công bằng tuyệt đối, mọi người trong phạm vi 10 trượng sẽ bị ảnh hưởng, cảnh giới cũng rơi xuống minh văn cảnh. Bọn họ có thể trốn thoát hay sao? Lăng Hàn đuổi kịp, hắn bắt đầu truy sát từ phía sau. Sau khi cảnh giới rơi xuống minh văn cảnh, có ai nào là đối thủ của Lăng Hàn? Hắn đấm một quyền thậm chí không cần đánh chúng, chỉ cần quyền phong quét qua cũng có thể giết chết đối thủ. Lăng Hàn giống như đại ma vương, hắn không ngừng truy sát, thi thể nằm đầy đất. Sau khi đuổi giết hơn ngàn trượng, trước mặt chỉ còn lại ba người. Ba, 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 đôi chân của ba người kia như nhũn ra, ngay cả lực lượng bước đi cũng biến mất, không ai không quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Lăng Hàn đi tới, ánh mắt nhìn bọn họ, nói. Đoạt bảo trong di tích cổ, khó tránh khỏi sẽ có tranh đoạt, nhưng các người muốn đoạt bảo, còn muốn dồn ta vào chỗ chết, ta chưa bao giờ nương tay với những kẻ muốn hại mình. A, à, một tên nam tử lao ra ngoài, một tia sáng bay ra từ đỉnh đầu của hắn và đánh vào đầu Lăng Hàn. Dường như hắn không đề phòng, Lăng Hàn đứng tại chỗ không tránh né. Xong rồi, Mã Thu Linh và người còn lại mừng như điên, không nghĩ tới bọn họ lại có thể oanh sát đại ma vương này. Không ai nghĩ tới tên nam tử kia là cao thủ niệm lực, hắn vẫn ẩn giấu không lộ ra ngoài, hiện tại đột nhiên bộc phát, niệm lực công kích vô hình vô chất rất khó phòng bị. Ha ha, nam tử suốt thủ cười to, hắn vẫn ẩn nhẫn, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Nhưng ba người nhanh chóng lâm vào tuyệt vọng, bởi vì bởi vì kiếm quang đâm vào chán lăng hàn không chảy ra giọt máu tươi nào, nếu như quan sát cẩn thận, thanh kiếm lơ lửng trên chán lăng hàn còn kém một tia mới trung đích. Cái gì, lăng hàn mỉm cười, ngươi là cao thủ niệm lực sao? Ba người không nói lời nào, mặc dù trong lồng giam có người tu luyện tinh thần lực, cũng có thể câu thông năng lượng tầng thứ cao, có thể trực tiếp dịch vật, trong 100 người cũng khó tìm ra một người. Bởi vì đây là năng lực của người trong tiên đồ, vì vậy, người này vốn có thể ngự kiếm, hắn cũng muốn dùng làm đòn sát thủ, nhưng có ai ngờ, Lang Hàn cũng là niệm lực đại sư, trực tiếp bắt lấy phi kiếm niệm lực của hắn. Đương nhiên, bởi vì đây là phi kiếm phổ thông, cũng không phải pháp khí như Thiên Văn Ngọc, nếu không, với cường độ niệm lực của Lang Hàn hiện tại không thể ngăn cản đồ vật nặng ngàn cân. Lang Hàn vận dụng niệm lực, thanh phi kiếm xoay đầu lại, mũi kiếm trực chỉ vào người vừa xuất thủ, phi kiếm bay đi, nó tấn công nam tử niệm lực. người kia muốn xuất thủ đón đỡ, tay hắn vừa động liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, hóa ra xương vai của hắn bị lăng hàn đánh gãy, căn bản không thể nâng lên được. người dùng niệm lực ngự kiếm muốn giết ta, ta dùng niệm lực hóa giải, hiện tại ta cũng dùng niệm lực tấn công ngươi, người nhất định phải dùng niệm lực hóa giải. người kia cắn răng, vội vàng tổ chức niệm lực tiến hành chặn đường, hóa thành một vách tường ngăn cản phi kiếm bay tới có thể hắn lập tức trên mặt biến sắc, phi kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ có thể tổ chức lên bốn đạo tình trạng. Phốc 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 phốc, kiếm thế nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã oanh phá bốn lớp niệm lực, sau đó cắm thẳng vào đỉnh đầu đối phương. Thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, cho dù người luyện cốt năm lần cũng khó ngăn cản phong mang của nó. Vẻ mặt người kia cực kỳ cổ quái, giống như đang thán phục, lại giống như được giải thoát, ầm, hắn ngã xuống. Hai người còn lại run rẩy ngay cả niệm lực đại sư cũng không thể chạm vào sợi tóc của Lăng Hàn, bọn họ dựa vào cái gì để ngăn cản? Lăng Hàn xuất một quyền, ầm, một người bị đánh thành huyết vụ. Chỉ còn lại Mã Thu Linh, đừng có giết ta, đừng có giết ta, nàng nói năng lộn xộn nói, ta có thể cho ngươi tất cả, ta có thể làm nô tỳ cho ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng nguyện ý làm. Buồn nôn, Lăng Hàn lại xuất quyền, ầm, Mã Thu Linh cũng bị hắn đánh chết. Hắn ổn định tâm tình, Lúc này quan sát phía trước, cá lớn chân chính lại không thấy, ví dụ như Hồng Thiên Bộ, Kim Ngọc Lộ, còn có mấy tên cường giả hải tộc, những người xuất hiện trong hang rắn lúc trước là những kẻ có thực lực mạnh nhất. Có lẽ bọn họ đã đi phía trước, bằng không, thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ cũng nên rời khỏi ruộng hoa. Chương 4001, ruộng rau. Lăng Hàn thu đám tiểu hoa nhi vào hồ lô, hắn chỉ cầm sắc chư trong tay. Sắc chư, chư đại gia trêu chọc ngươi sao? vì cái gì có chút việc lại nghĩ biến chưa ra thành tấm chắn mặc dù đột phá thất văn nhưng lang hàn không có cuồng vọng đến mức cho rằng không ai bằng mình cảnh giới hắn thấp đây là sự thật hắn vẫn kém tầm bí cảnh hai cái đại cảnh giới hồng thiên bộ kim ngọc lộ lại có chiến lược nghiền ép cùng dai nếu thật sự đối mặt hắn chưa hẳn đánh thắng người ta cho nên hắn nhất định phải lợi dụng các loại bảo vật của mình giống như thiên văn ngọc gia hư không thú còn có sắc chưa có thể hóa giải các công kích sắc bén lang hàn bước đi thật nhanh hiện tại hắn thật sự không sợ hãi cho dù đối mặt với hồng thiên bộ lần nữa hắn cũng không chạy trốn như lúc trước không có tư cách phản kích chỉ có thể bỏ chạy thục mạng đi dọc theo đường núi nơi này lại xuất hiện quái vật đá ẩn nấp không có tảng đá nào ngăn cản nổi một quyền của lăng hàn chúng không có lực hoàn thủ ngọn núi này sản xuất thần thạch bố phòng cũng là rất nhiều quái vật hình tảng đá mặc dù đều là trận pháp ngưng tụ ra lăng hàn lẩm bẩm trong lòng tốc độ lại không chậm chút nào hắn nhanh chóng đi tới cuối đường núi Phía trước xuất hiện một căn nhà đá. Đi tới quan sát, cũng giống như lúc trước bên trong là một cái bàn đá, phía trên có 9 cái động, có thể khảm viên hạch. Lần trước Lăng Hàn còn dư lại 7 viên, trên đoạn đường tới đây, hắn lại tiêu diệt 20 tảng đá, trong tay có 27 khỏa viên hạch, vừa vận đổi được 3 viên thần thạch trúc cơ. Mặc dù không phải thứ đỉnh cấp nhưng có thể sử dụng làm thần thạch trúc cơ, hơn nữa nhất định vượt qua bản thân đột phá, cho nên tuyệt đối có thể bán được với giá tiền lớn. Sau khi rời khỏi phòng đá, phía trước không phải hồ lớn mà lại một mảnh ruộng rau sau cánh đồng hoa chính là ruộng rau làm ruộng trồng nghiện rồi sao lang hàn tiến về phía trước ruộng rau này không bố trí trận pháp cũng không thu nhỏ thân thể hắn hắn quan sát chung quanh trong ruộng rau này trồng mầm của dây mướp dưa hấu bí đỏ và nhiều loại khác chúng chỉ mọc ra mầm nếu không phải hắn nghiên cứu thảo dược cũng đọc nhiều sách về thực vật bằng không hắn không thể nhận ra những mầm non này là cây gì đi qua ruộng rau lớn này phía trước là rất nhiều ruộng rau nhưng thực vật trong ruộng rau này đã kết quả dưa hấu xanh đậm giao nhau vỏ ngoài bóng loáng bí đỏ vàng óng có hình trụ có hình bồn còn có dây mướp còn có nho có rất nhiều người đứng trước ruộng dưa hoàng trí đình tư không hoàn hắn nhận ra hai người này còn có người cua báo biển của hải tộc hắn đã gặp qua lúc trước những người này đang đứng ở nơi đó trừ hồng thiên bộ kim ngọc lộ và vài người khác không có mặt ở đây hiển nhiên ruộng dưa này không đơn giản cho nên tất cả mọi người không dám vượt qua nhưng đám người hồng thiên bộ đã biến mất, việc này nói rõ bọn họ đang ở trong ruộng dưa. Lăng Hàn, thời điểm Lăng Hàn nhìn thấy đám người ở đây, những người kia cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên là sướng sờ, sau đó là vui mừng như điên. Ha ha, chúng ta không vượt qua cũng không sao, vẫn có vạn tinh thạch đưa tới cửa. Thật ngu xuẩn, rõ ràng có được thần thạch đẳng cấp cao nhất, thế mà còn không mau chóng rời đi, thật không biết đầu óc của hắn làm bằng gì. Hắn không phải ngu xuẩn mà là tham lam đám người lên tiếng có ít người đang cảm thán có ít người đang giễu cợt lúc trước bọn họ bố cục nhiều lần nhưng thất bại liên tục lăng hàn chỉ là minh văn cảnh có khó giết như vậy sao nhưng lăng hàn lại ngu xuẩn tự đưa tới cửa chết đi tư không hoàn nhảy ra đầu tiên hắn lao tới giết lăng hàn mơ tưởng những người khác cũng lao lên tuyệt đối không cho phép tư không hoàn đoạt trước bằng không hắn khẳng định sẽ mang theo lăng hàn xuống núi lăng hàn cười đê tiện hắn ném thiên văn ngọc ra ngoài Xeo, sau khi hắn bước vào thất văn, niệm lực lại tăng thêm một đoạn, thiên văn ngọc gia tốc lên vận tốc gấp 13 lần vận tốc âm thanh trong nháy mắt, nó hóa thành sao băng bay đi, cho dù là tầm bí cảnh cũng khó nắm được tung tích. Thiên văn ngọc nện vào người, ầm, một người bị nện mất, bị đồ vật nặng vạn cân nặng bay đi với vận tốc gấp 13 lần vận tốc âm thanh đánh chúng, cho dù thần cốt như lăng hàn cũng phải tan vỡ, càng không cần nói những người khác. Khốn kiếp, tất cả mọi người không tự chủ chửi tục, toàn thân sinh ra hàn ý lạnh lẽo. May mắn không nện vào người bọn họ, nếu không, có ai ngăn cản nổi. Nhân cơ hội này, bọn họ lao tới nhanh hơn. Có bao nhiêu món đại sát khí như vậy, thậm chí có mấy người từ bỏ Lăng Hàn, đảo ngược sang cướp Thiên Văn Ngọc. Lăng Hàn cười lạnh, miệng phun kim kiếm nhắm vào một người, phốc, người kia không nghĩ tới Lăng Hàn còn có chiêu này, mặc dù hắn đã tránh né nhưng vẫn bị đâm vào bờ vai, máu tươi chảy ra như suối. Nhìn kẻ gần mình nhất, Lăng Hàn sử dụng sát khí xung kích, sau đó lại phát động yêu hầu quyền, ầm 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 bóng người bay tán loạn như rơm dạ, tất cả người vây công bị hắn đánh bay ra ngoài trời ơi càng nhiều người không có phát động công kích trước tiên sau khi nhìn thấy cảnh này trong mắt như rớt ra ngoài quá kinh khủng một người chiến người tầm bí cảnh lại còn nghiền áp như đánh cháu trai ngươi là minh văn cảnh sao ha ha ta cướp được ở bên khác cuối cùng đã có người cướp được thiên văn ngọc hắn thật sự rất vui vừa cầm thiên văn ngọc trong tay thì hắn biết đây là một kiện pháp khí niệm lực cực kỳ chân quý Cường giả chú đỉnh sẽ nguyện ý trả giá cái lớn mua bảo vật này. Lăng hàn cười một tiếng, hắn phát động chỉ xích thiên nhai va chạm với người kia. Âm, người kia vui quá hóa buồn, căn bản không có nghĩ tới lăng hàn cách mình xa như vậy vẫn có thể phát động công kích, cho nên hắn không có chút phòng bị nào, hắn bị đụng bay ra xa, xương cốt toàn thân vỡ nát. Sau khi người kia xẹt qua một đường vòng cung liền rơi vào bên trong ruộng dưa, lập tức, hắn chạm vào một quả dưa hấu, sau đó một chuyện kinh khủng xuất hiện, quả dưa lại nổ tung từng đạo năng lượng vàng óng giống như đám mây hình nấm xuất hiện. Uy lực vụ nổ rất khủng khiếp, người kia bị nổ tan thành mây khói. Nếu xương cốt hắn không tan nát, có lẽ hắn còn có năng lực bảo vệ tính mạng, hiện tại thì sao? Ha ha, Lăng Hàn vô cùng kinh ngạc, hắn cầm thiên văn ngọc trong tay, may mắn hắn đụng bay người kia vào ruộng rau, bằng không, hắn tuyệt đối không ngờ trong ruộng rau lại ẩn chứa nguy hiểm lớn như vậy. Khó trách nhiều người chỉ dám đứng nhìn mà không dám vượt qua, bởi vì quá nguy hiểm. Hắn đang cảm thán nhưng không biết đám người chung quanh sợ hãi thế nào. Mẹ nó, quái vật, khí tức của người này rõ ràng là Minh Văn Cảnh, nhưng vì sao Minh Văn Cảnh có thể mạnh như vậy? Ta không tin, ta cũng không tin, mọi người cùng lắc đầu, bọn họ không thể tin nổi, một tên Minh Văn Cảnh lại có thực lực nghịch thiên như thế. Chương 4002, lấy một địch trăm. Tư Không Hoàn bò dậy, hắn bị Lăng Hàn dùng yêu hầu quyền đánh bay, lực quyền nện vào ngực hắn, hắn đau đớn tới cực hạn hiển nhiên cũng gãy xương hắn chậm rãi lui về phía sau tuyệt đối không dám đơn độc đối mặt lăng hàn tất cả mọi người sợ hãi không hiểu minh văn cảnh đấy cho dù đạt đến lục văn cũng không thể cường đại như vậy gặp quỷ lăng hàn tươi cười đương nhiên hắn sẽ không giải thích với đám người này hắn cũng không phải lục văn mà là thất văn hiện tại thế sự xoay vần đến phiên ta truy sát các ngươi hắn thản nhiên nói một câu nếu như đổi lại minh văn cảnh khác nói ra câu này chắc chắn đám người kia sẽ xem đây là chuyện cười không biết sống chết nhưng lăng hàn nói ra lại như đoạt hồn phách mọi người nội tâm lạnh buốt tiểu tử này thật sự dám làm như vậy a a a thật không nghĩ tới lăng hàn nhìn chằm chằm vào tư không hoàn nói ta đã từng nói lần sau gặp mặt sẽ giết người đúng không tư không hoàn im lặng lúc trước lăng hàn nói ra câu này hắn cho rằng đây chỉ là câu dọa xuông hiện tại mới qua mấy ngày gia hỏa này đã có được năng lực giết hắn hắn lui lại tuyệt không dám đơn độc đối mặt với Lăng Hàn. Ta muốn giết ngươi, ngươi có khả năng chạy trốn hay sao? Lăng Hàn thản nhiên nói, trong tay Thiên Văn Ngọc đã hoàn thành áp súc, xèo, hắn đem cái này đặc thù pháp khí đánh ra ngoài. Gấp 13 lần vận tốc âm thanh bộc phát, làm sao ngăn cản? Âm, tư không hoàn biết rõ một kích của Lăng Hàn sẽ long trời lở đất, uy lực lớn đến vô tận, thì tính sao, biết rõ nhưng không ngăn cản nổi. Hắn chỉ miễn cưỡng cầm lấy cự thuẫn, sau đó lại bị đánh nát thiên văn ngọc rơi xuống mặt đất nhưng lần này không ai dám đi nhặt, lăng hàn dạo bước đi tới, cũng không ai dám ngăn cản. Lăng hàn hung uy đã xâm nhập lòng người, ai có thể không sợ. Đừng sợ hắn, hắn mạnh hơn cũng chỉ có một người mà thôi. Hoàng Chí Đình cắn răng lên tiếng, hắn là một trong số ít người đơn độc đấu với lăng hàn, biết mình bị lăng hàn lưu lại khắc sâu ấn tượng, nhất định sẽ bị lăng hàn nhằm vào. Có người mạnh mẽ đứng dậy, tổng cộng có 7 người, đều đứng chung với Hoàng Chí Đình. Lăng Hàn lại bộc phát công kích lần nữa nhân tộc hèn mọn, trước mặt hải tộc chỉ là cặn bã trong cặn bã. Một tên hải tộc quát lớn, nguyên hình của hắn là con lươn biển, hiện tại vẫn bảo lưu lại cái đầu lươn, sau khi mở ra con đường tiến hóa, hắn cũng có được một năng lực đặc thù. Tư, hai tay hắn chấn động, một đạo thiểm điện to dài tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, thì ra là lươn điện, đương nhiên hắn không sợ, niệm lực chấn động câu thông năng lượng tầng thứ cao, một tảng đá lớn ngăn cản trước mặt Lăng Hàn. Tư, điện quang lóe sáng, Tảng đá không dẫn điện, nó chỉ bùng lên ngọn lửa chói mắt nhưng không thể phá tan tảng đá. Đương nhiên, nếu như điện lực mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, cho dù tảng đá không dẫn điện cũng bị đánh xuyên qua. Giết, tám người Hoàng Chí Đình giết tới, bọn họ không ngừng công kích Lăng Hàn. Không có thiên văn ngọc, cho dù Lăng Hàn mạnh hơn nữa cũng không thể mưu sát tầm bí cảnh. Lăng Hàn phát động yêu hầu quyền, hắn trọi cứng với tám cường giả. Chỉ qua vài chiêu, hắn đã nắm giữ nhịp điệu chiến đấu, phát động tần suất công kích, hắn lại thể hiện phong thái vô địch lần nữa một quyền đánh bay một người hoặc chết hoặc bị thương dường như mọi người đều mất hồn đây là mãnh nhân trong vô địch tầm bí cảnh trừ khi xuất hiện thiên tài nhất tinh hơn nữa còn phải là cấp bậc tầm bí cảnh nếu không không cách nào ngăn cản lăng hàn nhưng có bao nhiêu thiên tài như vậy nếu có cũng đã đi vào ruộng rau sẽ không lưu lại nơi này trước mặt lăng hàn bọn họ giống như con dê cho dù dê nhiều hơn cũng không thể làm gì hùng sư lăng hàn không lưu tình chút nào chiến lực nghiền ép đối thủ, tám người Hoàng Chí Đình nhanh chóng nằm xuống. Trốn, những người còn lại sợ hãi, vội vàng xông vào bên trong ruộng rau. Đi trở về, không nói Lăng Hàn đang canh giữ đường về, cho dù bọn họ có thể phá vây, với tốc độ đáng sợ của Lăng Hàn, chỉ va chạm cũng đủ đụng chết bọn họ, còn chạy cái dám Chỉ có tiến vào trong ruộng rau, lợi dụng cái nguy hiểm bên trong ngăn cản Lăng Hàn. Người dám làm loạn ở nơi này hay sao, lúc nào cũng có thể trúng chiêu, bị trái cây nổ chết. Lăng Hàn bổ sung mấy quyền, hắn đánh chết đám người Hoàng Trí Đình, sau đó lại nhặt lấy Thiên Văn Ngọc, sau đó hắn mới nhìn đám người khác. Có một ít người đã trốn rất xa, phần lớn người bình an vô sự nhưng cũng có bị trái cây nổ chết, hai người hóa thành mây khói, người cuối cùng tương đối may mắn, chỉ nổ mất hai chân, với sinh mệnh lực cường đại của tầm bí cảnh, hắn không đến mức chết đi. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn nhìn thấy rất nhiều thứ. Có trái cây rất ảm đạm, có rất sáng, nếu không dùng nhãn thuật quan sát, hắn sẽ thấy chúng giống nhau như đúc là sáng sẽ nổ hay là ảm đạm sẽ nổ hay không có bất cứ quan hệ nào lăng hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn quan sát những người khác nhưng những người kia cũng thông minh chỉ cần lăng hàn không đuổi theo bọn họ sẽ không thâm nhập vào sâu dù sao ai biết một quả dưa hấu hai sợi dây leo nào đó đột nhiên nổ tung lăng hàn cầm hòn đá nhỏ thử nghiệm nhưng cho dù ném sáng hay ảm đạm đều không xảy ra chuyện gì hoặc là không quan hệ sáng tối hoặc do tảng đá dò đường không có tác dụng cũng phải nếu có tác dụng những người kia sẽ ở lại nơi này hay sao vậy thì quá đơn giản lang hàn quyết định dùng thân thử nghiệm hắn đã nhìn thấy mấy quả dưa hấu nổ tung mặc dù rất lớn hắn cũng không dám đón đỡ nếu hắn toàn lực phòng ngự hắn chỉ nhận vết thương nhẹ dù sao xương cốt của hắn cường hoành sức sống nội tạng mạnh hơn cả tầm bí cảnh rất nhiều hắn đoán trái cây phát sáng sẽ nổ tung bởi vậy hắn đi tới gần những trái cây ảm đạm hắn lựa chọn tiến vào rộng dây mướp từng dây mướp rủ xuống treo ở nơi đó có những quả lớn như cánh tay tình hình sinh trưởng vô cùng tốt lúc lang hàn tới gần một dây mướp ảm đạm hắn còn cách ba thước nhưng dây mướp lại nổ tung oanh từng đạo năng lượng vàng óng đánh lang hàn bay ra ngoài cũng may lang hàn khống chế phương hướng hắn không có rơi sâu vào ruộng dưa nếu không sẽ gây ra phản ứng dây truyền khi đó việc vui lớn lắm tên kia chúng chiêu giết những người chạy vào ruộng rau đều giết ra bọn họ tiến vào ruộng rau vì bảo toàn tính mạng nhưng cũng có một bộ phận đang chờ phản công. Phải biết rằng, lúc trước bọn họ bỏ ra cái giá lớn như vậy mới mở ra mấy lộ tuyến an toàn, Lăng Hàn vừa tới, hắn sẽ biết sao. Cho nên, nếu hắn xông vào, tất nhiên sẽ trả giá đắt, đó là lúc bọn họ phản công. Hiu hiu hiu, thật nhiều người giết đi ra, Lăng Hàn xoay người đứng vững trên mặt đất, khóe miệng hơi cong lên, vụ nổ vừa rồi thật đáng sợ nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị đã thúc giục tất cả niệm lực câu thông năng lượng tạo thành vòng bảo hộ, tăng thêm lực bảo hộ bí mật, bởi vậy hắn chỉ bị thương ngoài da. Đương nhiên, nếu hắn không đột phá thất cốt, thất văn, cho dù thế nào cũng gãy vài cây xương, vỡ mấy cơ quan nội tạng. Chương 4003, một vấn đề. Lăng Hàn đứng vững trên mặt đất, vững như bàn thạch. Khốn kiếp, quái vật, nhìn thấy hắn vẫn còn đứng vững, bọn họ sợ hãi run rẩy, vội vàng quay trở về, nào dám xuất kích lần nữa. Lăng Hàn chỉ cười cười, khung danh của hắn đã xâm nhập lòng người, phát hiện hắn không có việc gì, không có kẻ nào dám xông ra đối mặt với hắn. Hắn khôi phục tinh thần, hắn đang suy nghĩ có nên ném sắc chư đi dò đường hay không. Tên kia có thể hấp thu tất cả công kích, có nổ cũng không chết được. Cảm nhận được ánh mắt tràn ngập ác ý của Lăng Hàn, sắc chư lại run rẩy, nó quay đầu nhìn sang Lăng Hàn, gương mặt đầy uất hận. Tuyệt đối, tuyệt đối không cho phép đem heo đại gia làm đá dò đường. Nhưng Lăng Hàn cũng chỉ cần thăm dò một chút, hắn lại tiến vào khu vực dây mướp nhưng lần này hắn tận lực đi tới gần những dây mướp đang phát sáng đương nhiên hắn sẽ không buông lỏng cảnh giác có lẽ phỏng đoán của hắn không chính xác cho nên hắn vẫn kiềm chế một chút tới gần tới gần tới gần không có bất kỳ phản ứng gì lăng hàn tươi cười nhưng hắn không dám chủ quan bởi vì có khả năng vừa rồi là trùng hợp phỏng đoán cần nhiều ví dụ chứng minh nó là đứng hắn bắt đầu di chuyển hắn vẫn tới gần những dây mướp phát sáng gần đi xa không có phản ứng nào 10 lần sau, Lăng Hàn đã hoàn toàn khẳng định phỏng đoán của hắn là chính xác. Không, không phải chứ? Gia hỏa này không phải người, chỉ bị nổ một lần, sau đó hắn tìm ra quy luật. T, Hồng Thiên Bộ cũng như thế, đây là năng lực của yêu nghiệt tuyệt thế sao? Người trong ruộng rau rất ngạc nhiên, việc này quá kinh người. Lăng Hàn nhõn miệng cười, còn không trốn, hắn đã đi tới gần, người kia hoảng hốt, vội vàng chạy bừa trong ruộng rau, kết quả, ầm, hắn bị nổ, lần thứ nhất còn tốt chỉ ít đi hai cái chân, sau khi rơi xuống, hắn bất hạnh bị nổ thêm lần nữa, lúc này thảm rồi, hắn bị nổ thành cho bụi. Tất cả mọi người hoảng hốt, có ít người thừa dịp lăng hàn xâm nhập khu vực dây mướp liền chạy tới ruộng rau khác, không ai dám đối mặt với hắn. Đối với những người không bức bách mình quá sâu, lăng hàn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào những người đuổi giết mình hung ác nhất, hắn nhất định phải xử lý. Không cần lăng hàn xuất thủ, chỉ cần hắn gây áp lực, những người kia không ngừng đi sâu vào ruộng rau, kết quả liền xuất hiện một đám mây hình nấm màu vàng, những người kia hoặc trọng thương, hoặc bị nổ chết. Lang Hàn diệt sạch những người đuổi giết hung ác nhất xong, hắn không tiếp tục truy kích, hắn muốn tiến sâu vào ruộng rau. Hắn vừa đi vừa nghỉ, bởi vì mỗi đoạn cần hắn dùng nhãn thuật dò xét, việc này tiêu hao rất lớn, hắn cần phải cho con mắt nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Sau khi đi nửa ngày, đột nhiên Lang Hàn khẽ giật mình. Thời điểm hắn vừa phát động nhãn thuật liền nhìn thấy một việc thần kỳ, có chút trái cây tỏa sáng lại biến thành ảm đạm mà ảm đạm lại tỏa sáng, có một ít ảm đạm lại không tỏa sáng. Vận khí, nếu Lăng Hàn sớm thu hồi nhãn thuật, tất nhiên hắn sẽ không nhìn thấy biến hóa như vậy, hắn sẽ theo quán tính bước đi như cũ, như vậy hắn chắc chắn sẽ thê thảm. Hắn vội vàng sửa lộ tuyến thông qua khu vực này, ruộng dưa hấu cũng như thế, mãi cho tới thời gian nhất định, toàn bộ ruộng rau sẽ phát sinh biến hóa. Lúc đi qua một quả bí đỏ, Lăng Hàn lại mở nhãn thuật quan sát nhưng sau khi thông qua hắn lại không phát hiện vấn đề gì. Xem ra tới một thời gian nhất định, toàn bộ ruộng rau sẽ phát sinh biến hóa một lần mà không phải nó sinh ra thì không thay đổi. Lăng Hàn đi tới nhưng hiệu suất thực sự quá chậm, hắn bảo nhị hoa đi ra, hai người thay nhau mở nhãn thuật quan sát. Hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều, hai ngày sau, bọn họ đã đi tới cuối ruộng rau. Phía trước là một con đường núi, sau khi đi qua đoạn đường này, Lăng Hàn sững sờ. Đến đỉnh núi, Thật, phía trước là một bình đài to lớn, chính là tế đàn dùng bạch ngọc thạch trắng như tuyết tạo thành, nó cao hơn 10 trượng, chỉ có một khu vực có thể đi vào nhưng giao lộ lại xuất hiện một thạch đầu nhân to lớn. Thạch đầu nhân lại là tảng đá, phía trước thạch đầu nhân có 10 người trẻ tuổi đang đứng, có Hồng Thiên Bộ, có Kim Ngọc Lộ, còn có thiên tài đỉnh cấp trong lồng giam và hải tộc. Có nhiều người thông qua ruộng giao như vậy, chẳng lẽ là Hồng Thiên Bộ dẫn tới? Người này có con mắt thái cổ hung thú, tương đương với có một môn nhãn thuật có thể thoát khỏi ruộng dưa cũng không kỳ quái. Ừm, nhìn thấy có người lên núi, đám người hồng thiên bộ cùng quay đầu nhìn sang, sau khi phát hiện là lăng hàn, mỗi người đều có vẻ mặt như gặp quỷ. Trước ruộng dưa có nhiều tầm bí cảnh trông coi như vậy, người làm sao thoát được tới nơi này. Nhưng hắn tự đưa tới cửa cũng tốt, lăng hàn, thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Một tên cường giả hải tộc đi ra, hắn là bạch tuộc biến thành, nửa người dưới là tám xúc tu không biết lúc thông qua cái hồ lớn lúc trước có phải hắn tìm cách thân mật với con bạch tuộc kia hay không dù sao cũng là người một nhà hắn vừa định xuất thủ một lực lượng to lớn áp xuống ba cũng chấn áp hắn nằm xuống đất trong thánh địa cấm chỉ ẩu đả đột nhiên thạch đầu nhân mở miệng ông thức hải mỗi người chấn động đây không phải âm thanh mà là thần thức ba động lang hàn run rẩy thạch đầu nhân tuyệt đối không phải tầm bí cảnh mà là tồn tại trong tiên đồ khó trách nó có thể cố thủ trên đỉnh núi dường như tế đàn này chính là điểm cuối cùng. Hải tộc bạch tuộc hầm hực rời đi, hắn không dám ra tay, nhìn Lăng Hàn và nói. Con dẹp, xem như số người may mắn. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, nếu thật động thủ, hắn sẽ đánh ra hỏa này kêu cha gọi mẹ. Có lẽ sẽ không có thêm người tới đây. Thạch đầu nhân nói, kỳ thật nó chỉ há miệng nhưng không phát ra âm thanh mà là sử dụng thần thức ba động truyền trực tiếp vào thức hải của mọi người. Ta cũng không lãng phí thời gian, ta có một vấn đề, sau khi hỏi xong, các người có thời gian một phút suy nghĩ. Người trả lời chính xác sẽ thông qua cửa của ta. Trên tế đàn có ban thưởng của các ngươi. Đám người nghe xong đều xoa tay, trả lời một vấn đề là chuyện rất đơn giản. Một cộng một bằng mấy? Thạch đầu nhân hỏi, cái gì? Hắn vừa hỏi câu này, mọi người ngạc nhiên và kinh hãi. Vấn đề này quá đơn giản, không phải là hai hay sao? Nếu thật đơn giản như vậy, tại sao lại là vấn đề cuối cùng chứ? Chờ chút, vấn đề quá đơn giản là có lừa dối hay đáp án chỉ đơn giản là như vậy. Tất cả mọi người do dự, mấu chốt là không hiểu tâm ý của thạch đầu nhân, rốt cuộc đây là đề toán đơn giản hay dính đến vấn đề tư duy gì đó. Thời gian một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, trả lời đi, cùng trả lời, không được sai lầm. Thạch đầu nhân nói, đám người lập tức trả lời, chương 4004, chọn một tượng đá. 1 cộng 1 bằng 2, 2, 2, trong tình huống tính đúng là bằng 2, Tính toán sai có thể tùy ý tính lại. Phần lớn người trả lời đều là hai, cũng có một ít người đang tăng thêm giả thuyết. Lăng Hàn nói, tiền bối cảm thấy bằng mấy chính là bằng mấy, làm Lăng Hàn kinh ngạc chính là, Hồng Thiên Bộ cũng trả lời gần giống như hắn, mặc dù chỉ khác từ ngữ nhưng ý nghĩa giống nhau. Thạch Đầu Nhân lại nói, chúc mừng hai người các ngươi trả lời chính xác, thông qua. Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ lập tức cất bước đi lên bậc thang. Những người khác nhìn sang bọn họ muốn đi theo nhưng lại bị thạch đầu nhân phất tay đẩy lui, bọn họ không phục nhưng khi thạch đầu nhân nói câu sau cùng chỉ có Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ nghe được, những người khác chỉ có thể nhìn Hồng Thiên Bộ đi lên phía trước. Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ trả lời chính xác, đã xảy ra chuyện gì? Chính là vuốt mông ngựa A, à? thạch đầu nhân bá đạo, thực lực của nó nghiền ép, không cho các ngươi đi qua thì thế nào? Các ngươi không phục thì sao? Lăng Hàn và Hồng Thiên Bộ đều bước lên bậc thang, lúc bước tới một bước liền sinh ra âm thanh rất nhỏ thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể theo ta đến nơi này. Hồng Thiên Bộ Từ Tốn nói, trong lời nói còn mang theo khinh bỉ Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, ngươi còn không phục, Hồng Thiên Bộ không phát tác, hắn nói, lúc trước, thiên địa bị chọc giận, nếu ta không đoán sai, có lẽ là ngươi dẫn tới. Đối với điểm ấy, hắn cực kỳ hiếu kỳ, cũng rất để ý, rốt cuộc Lăng Hàn đã làm gì lại chọc thiên địa tức giận. Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không thừa nhận, thản nhiên nói. Ta cũng không phải người tội ác tài trời, làm sao có thể dẫn tới thiên nộ chứ? Hồng thiên bộ cười ha ha, đương nhiên hắn sẽ không tin tưởng lời lăng hàn, ở nơi này, nếu nói ai có thể dẫn thiên địa tức giận, người đó chắc chắn là lăng hàn. Hắn dung hợp một con mắt thái cổ hung thú và trở thành thiên tài tam tinh, bản thân lăng hàn lại là thiên tài tứ tinh. Dạng người như vậy, nếu hắn làm ra chuyện chọc giận thiên địa cũng có thể giải thích rõ ràng. Lăng hàn, kỳ thật chúng ta có thể hợp tác, hồng thiên bộ nói, chuyển hướng đề tài quá lớn, lăng hàn cười nói, Tốt, nói nghe xem, hắn muốn nghe xem Hồng Thiên Bộ sẽ lừa dối mình thế nào. Ngươi và ta đều có đại khí vận, trong tay có rất nhiều bảo vật và bí thuật không thể tưởng tượng nổi, nếu như có thể cùng hưởng sẽ lợi ích vô cùng. Hồng Thiên Bộ nói, vẻ mặt vô cùng thành khẩn, Lăng Hàn cười ha ha, hắn cho rằng mình là kẻ đần hay sao. Trong tay Hồng Huynh có bao nhiêu bảo vật, bao nhiêu bí thuật, ta thật muốn xem một hai. Hắn cười nói, đôi mắt Hồng Thiên Bộ co giật, người đá vấn đề lại cho ta. Hắn cho rằng có thể lừa gạt Lăng Hàn, làm sao có thể chia sẻ với Lăng Hàn, đương nhiên sẽ không tiết lộ nội tình của mình, hắn chỉ cười ha ha. Hai người đều cười khẽ nhưng ai cũng biết, trong nội tâm hận không thể lập tức xử lý đối phương. Tới cuối đường, bọn họ đi lên bình đài. Đây là bình đài hình tròn, phía trên đặt 12 tượng đá, tất cả đều cao hai trượng. A, à, đây là ban thưởng, các ngươi tùy tiện chọn một trong 12 tượng đá, cho dù chọn tượng nào cũng đạt được ban thưởng. Một giọng nói vang lên, Lúc này có một tiểu nhân cao vài tấc xuất hiện trên đầu vai Lăng Hàn, hắn nói với hai người. Lăng Hàn quay đầu nhìn sang, đây là thạch đầu nhân cao mấy phân. Nhìn chằm chằm vào ta làm gì, chưa thấy qua soái ca sao. Thạch đầu nhân tức giận nói, Lăng Hàn cười cười, đúng là chưa gặp qua soái ca như vậy. Có ánh mắt, thạch đầu nhân cười nói, nó rất thích được tân bốc. Hồng thiên bộ hừ một tiếng biểu đạt ý khinh thường, thạch đầu nhân cảm thấy khó chịu, nói, tiểu tử, người có ý gì, chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Hồng Thiên Bộ xấu hổ, hắn vừa mới tỏ vẻ khinh thường, nếu hiện tại đổi giọng, mặt mũi hắn đặt ở nơi nào? Hiển nhiên thạch đầu nhân thích được người ta tâng bốc khen ngợi, nếu không lấy lòng nó, có phải sẽ bị nhắm vào hay không? Ví dụ, hắn nên đạt được một khối thần thạch trúc cơ đỉnh cấp, kết quả lại cho hắn một viên phổ thông. Cuối cùng hiện thực chiếm thượng phong, hắn cắn răng, nói. Đẹp trai, phốc, lang hàn bật cười lên, hồng thiên bộ đỏ mặt, nếu Lang Hàn lên tiếng châm chọc hắn, hắn cũng không thể phản bác. Chọn đi, Thạch Đầu Nhân nói. Soái ca, có thể nhắc nhở gì hay không? Lang Hàn cười nói. Thạch Đầu Nhân phi thường hưởng thụ, nó ho khan nói một câu. Ta không thể gian lận, cho nên tiểu tử, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Lang Hàn tươi cười. Mặc dù không gian lận thành công nhưng cũng đạt được hảo cảm của Thạch Đầu Nhân. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng ít ra sẽ không phải chuyện xấu. Hắn bắt đầu quan sát. Mặc dù thạch đầu nhân nói lựa chọn tượng đá nào cũng có ban thưởng nhưng nếu không có khác nhau cũng không có chuyện phải lựa chọn. Hồng Thiên Bộ cũng đang chăm chú quan sát, hắn là người rất thông minh, làm sao có thể tùy tiện đưa ra lựa chọn. Nói thật, mặc dù 12 tượng đá đều có khác nhau nhưng không nhìn ra điểm khác biệt nào. Dường như tuyển tượng đá nào cũng như nhau, Lang Hàn phát động nhãn thuật, hắn không nhìn ra khác biệt gì, Hồng Thiên Bộ cũng hiển hóa con mắt thái cổ hung thú trên đỉnh đầu của mình, hắn muốn quan sát một chút đột nhiên hắn hét lên thảm thiết, chỉ thấy con mắt hư ảo của hắn xuất hiện vết thương, có huyết lệ tuôn ra. Quá kinh người con mắt thái cổ hung thú vô cùng cường đại, hiện tại chỉ quan sát thượng đá liền bị thương. T, những tượng đá này quá kinh khủng, hồng thiên bộ lảo đảo suýt ngã, hai tay che mắt, lúc hắn thả tay xuống, gương mặt hắn đầy máu tươi. Thật là khờ, thạch đầu nhân hả hê nói ra, hồng thiên bộ dùng khăn lau sạch gương mặt, mặc dù ăn thiệt thòi lớn nhưng hắn càng coi trọng ban thưởng hơn, Hắn biết lựa chọn hiện tại cực kỳ trọng yếu. Lăng Hàn cũng thế, sau khi sử dụng nhãn thuật không nhìn ra đầu mối gì, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm giác. Vẫn không có phát hiện, 11 pho tượng đá không có dị dạng gì. A, à, chờ chút, dường như có gì đó không đúng. Lăng Hàn vắt hết óc nghĩ, hắn không nghĩ ra, rõ ràng ý thức có điểm không ổn, hắn lại không nghĩ ra không ổn ở điểm nào, dường như có lực lượng thần bí nào đó đang trở ngại hắn dò xét. Tâm niệm hắn hơi động, dẫn động tất cả sinh linh lực vị diện trong cơ thể, hắn muốn che đậy thiên địa trong thời gian ngắn. Thiên địa cũng bị che đậy, những thứ khác có là gì chứ? Hiểu rồi, bỗng nhiên Lăng Hàn tỉnh ngộ, nơi này không phải nói có 12 tượng đá sao, vì cái gì hắn chỉ nhìn thấy 11 pho tượng. Đây là chuyện cực kỳ đơn giản, hắn lại nghĩ tới một việc, tại sao lúc hắn vận dụng sinh linh lực trong nội thế giới mới nghĩ ra việc này? Đây chính là điểm cổ quái. Chương 4005, phương pháp bài trừ đã nhìn ra vấn đề, có một pho tượng đá có thể tránh thoát thần thức cảm ứng, hơn nữa còn có thể che đậy đại não, vì sao hắn có thể ý thức được thiếu đi một pho tượng. Lăng Hàn tin tưởng, trừ hắn ra, chỉ ít không có người thứ hai dưới tiên đồ nhìn ra điểm này. Hắn dựa vào sinh linh lực vô tận trong cơ thể tạo thành thế giới tạm thời, lúc này mới ý thức được điểm không ổn, những người khác có khả năng này hay không. Nhưng vấn đề lại nằm ở điểm này, rốt cuộc là pho tượng đá nào. Lăng Hàn mở to mắt quan sát, bất cứ tượng đá nào cũng không có điểm gì đặc biệt lại vận chuyển thần thức dò xét nhưng không khớp dường như trong cõi u minh có thứ gì đó ngăn cản hắn hắn nhìn sang hồng thiên bộ nhìn thấy gương mặt đối phương mờ mịt cho mày hiển nhiên hắn không phát hiện ra điểm không ổn lúc hồng thiên bộ nghĩ ra tượng đá đã hoàn toàn tương tự đó là vấn đề vận khí việc này làm hắn xoắn suýt qua một lúc hồng thiên bộ đã có lựa chọn bởi vì hắn tin tưởng vào vận khí của mình vận khí nhất định sẽ mang lại đại cơ duyên cho hắn ta chọn bức tượng này, Hồng Thiên Bộ chỉ vào một pho tượng đá, tiểu thạch đầu nhân gật đầu, nó hất tay ném một khối đá cho Hồng Thiên Bộ. Đây là phần thưởng của ngươi, ngươi có thể đi xuống. Cực đạo huyền thạch, Hồng Thiên Bộ nhìn thấy liền kinh hô, đôi mắt tỏa ta tia sáng nóng bức. Đây chính là thần thạch trúc cơ đỉnh cấp, cũng không yếu hơn vạn tinh thạch nhưng vạn tinh thạch thiên hướng về tấn công mà cực đạo huyền thạch lại có thiên hướng tương dung với thiên địa đại đạo, tăng thêm tốc độ tu luyện, tăng cảm ngộ, hồng thiên bộ đã có con mắt thái cổ hung thú chiến lược đã cực kỳ cường hãn cực đạo huyền thạch tăng thêm năng lực tu luyện và cảm mộ của hắn hắn cười ha ha vận khí của mình quá nghịch thiên đã đoạt được một viên thần thạch đỉnh cấp còn chưa nói rõ vấn đề sao hồng thiên bộ dùng ánh mắt thị uy nhìn lăng hàn sau đó hắn theo đường cũ quay về ngu ngốc lăng hàn lắc đầu hắn có thể trăm phần trăm kết luận hồng thiên bộ không có chọn pho tượng đá đặc thù hắn còn đắc ý cái gì chứ tùy tiện chọn một pho tượng lại đạt được một viên thần thạch trúc cơ đỉnh cấp, nếu như hắn chọn tảng đá đặc thù, có thể đạt được ban thưởng kinh người cỡ nào. Lăng Hàn hồi hộp, cho dù trái tim đã khắc lên trăm vạn đạo minh văn, hắn vẫn cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài. Tiểu tử, nhắc nhở ngươi một chút, ngươi có thời gian một ngày để lựa chọn nhưng sau một ngày, ngươi không đưa ra lựa chọn thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài. Tiểu thạch đầu nhân nói, Lăng Hàn gật đầu, gia hỏa này không nói với Hồng Thiên bộ lời như vậy, hắn lại nói với mình như thế, hiển nhiên lôi kéo tình cảm có tác dụng. Hắn khôi phục tâm tình, cố ý muốn bản thân mình tỉnh táo, lại dẫn động sinh linh lực trong người định vị pho tượng đá đặc thù kia. Ở đâu, ở đâu, ở đâu, dường như tượng đá biết trốn đi, Lăng Hàn nhìn thấy 11 pho tượng đá bình thường, chỉ cần tìm một pho tượng khác quá dễ dàng. Nhưng pho tượng đá kia liên tục di động, hắn không thể định vị. Bỗng nhiên hắn mở mắt ra, đã thấy 12 tượng đá đang đứng sừng sững, hoàn toàn không có dị dạng đây thật là một loại mười phần cảm giác cổ quái lang hàn lấy ra một cây bút hắn đi lên phía trước vẽ lên một tượng đá tiểu tử ngươi chọn nó tiểu thạch đầu nhân nói trong lời nói mang theo thất vọng lang hàn lắc đầu không ta không chọn tượng đá có đánh dấu nếu không thể chọn ra tượng đá đặc thù hắn phải dùng phương thức bài trừ trong nội thế giới của hắn liên tục cống hiến niệm lực toàn bộ sinh linh dần dần có cảm giác suy yếu lang hàn vội vàng tăng thêm tốc độ hắn ý thức được sinh linh lực có tác dụng quan trọng với mình tuyệt đối không thể chỉ thấy cái lợi trước mắt một bút hai bút ba bút tốc độ của hắn nhanh chóng hắn đã viết ra mười một bút lăng hàn tươi cười lên tiếng ta chọn pho tượng này ồ tiểu thạch đầu nhân cười nói lại chọn pho tượng này lăng hàn nhìn sang thì ngạc nhiên bởi vì những nét bút của hắn đã biến mất nói cách khác hắn bận rộn toi công dựa vào không phải đang đùa giỡn ta chứ đã như vậy ta không chọn lăng hàn lắc đầu hắn đã có một viên vạn tinh thạch kỳ thật hắn không có bao nhiêu suy nghĩ về thần thạch trúc cơ cho nên lực lượng rất đủ tâm tính siêu nhiên hắn xoay người quay về theo đường cũ chậm đã khi hắn đi xuống thang lầu tiểu thạch đầu nhân lên tiếng tới 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 tiểu tử chúng ta lại tâm sự lăng hàn quay người lại a trò chuyện cái gì tiểu tử người thật sự phát hiện ra dị dạng tiểu thạch đầu nhân hỏi lăng hàn gật đầu ta dùng thần thức cảm ứng Ta phát hiện người một pho tượng đá, cho nên có một pho tượng đặc thù. Tiểu Thạch Đầu Nhân im lặng một lát, không nghĩ tới vẫn bị ngươi nhìn ra. Vậy ta qua ải rồi. Lang Hàn cười nói, Tiểu Thạch Đầu Nhân gật đầu, ngươi đã mở ra thí luyện này, rất ít người quá quan. Lăng Hàn sướng sờ, những người khác cũng nhìn ra ảo diệu. Không thể nào, chẳng lẽ còn có những người đặc thù như hắn? Tiểu tử, không nên lộ ra vẻ mặt như thế. Tiểu Thạch Đầu Nhân lắc đầu, nói Ta mới là người nên khiếp sợ mới đúng, Căn cốt, thiên phú của ngươi phổ thông, không ngờ lại đánh căn cơ vững chắc như thế, ta không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại còn cảm ứng được pho tượng của bàn thạch đại nhân, ta càng khiếp sợ không nhỏ. Lăng Hàn há to miệng, hắn lại bị khinh bỉ, căn cốt, thiên phú phổ thông là lỗi của hắn, thật sự cổ quái, điều kiện trời sinh giống như ngươi, tại sao có thể tu luyện đến cảnh giới cao như vậy? Tiểu Thạch Đầu Nhân đang buồn bực, dưới cái nhìn của hắn chuyện này quá khó tin hắn cũng hiếu kỳ ha ha lang hàn chỉ cười cười thật sự xin lỗi người có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra tiểu thạch đầu nhân buồn bực một lúc cuối cùng hắn khôi phục bình thường và nói tiểu tử người chỉ sinh hoạt trong tinh thể nho nhỏ cho nên tầm mắt bị hạn chế không giống ta điều khiển phiêu miểu phong xuyên qua tinh vũ gặp nhiều thiên tài có chút thiên tài cực kỳ tuyệt diễm yêu nghiệt đến mức ngươi không tưởng tượng nổi trong đó càng xuất hiện mấy vị nhân vật cấp đế hoàng quân lâm một thời đại thống trị vô tận tuế nguyệt khốn kiếp khoa trương đi khoác lác đi lang hàn không lên tiếng chỉ dùng ánh mắt biểu lộ ý mình tiểu tử người đừng không tin tiểu thạch đầu nhân nói người có biết bàn thạch đại nhân là ai không không biết lang hàn thành thật lắc đầu người đương nhiên không có khả năng biết tiểu thạch đầu nhân kiêu ngạo nói gia hỏa này muốn ăn đòn nếu biết ta không biết vậy ngươi hỏi ta làm gì bàn thạch đại nhân chính là một vị tổ vương chương 4006, chân huyết hải, tiểu thạch đầu nhân nói chuyện cực kỳ kiêu ngạo, kiêu ngạo tới từ nội tâm, cũng tới từ linh hồn. Lăng Hàn khẽ giật mình, tổ vương, hầu ca cũng đã nói, tổ tiên của hắn là một vị tổ vương, vô địch tinh không, thống lĩnh một thời đại. Bàn thạch tổ vương cũng là tồn tại như vậy, bàn thạch đại nhân vốn là một khối đá tổng thiên địa, trải qua vô số năm sau, hắn mở ra một tia linh trí, chậm rãi hấp thu lực lượng thiên địa, đi lên đại đạo, cuối cùng đánh thắng tất cả cường địch cùng thời đại thành tựu mạnh nhất. Tiểu thạch đầu nhân tiếp tục nói, ngữ khí cực kỳ kiêu ngạo. Khó trách nơi này đều là tảng đá, nếu bàn thạch tổ vương là tảng đá đắc đạo, chuyện này cũng giải thích rõ ràng. Chỉ là một khối đá lại có thể trở thành người mạnh nhất, hắn cần phải trả giá lớn cỡ nào. Lang Hàn mỉm cười, cho nên, căn cốt, thiên phú của ta thường thường, ngày sau chưa hẳn không thể không thành tổ vương. Tiểu thạch đầu nhân muốn phản bác, ngươi cho rằng tổ vương là cái gì, không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm đều ngã trước ngưỡng cửa đó người dựa vào cái gì tự tin như vậy nhưng lúc trước nó còn lấy bàn thạch tổ vương làm ví dụ ngay cả tảng đá cũng có thể đắc đạo vậy tại sao lăng hàn lại không được phải biết cơ sở của gia hỏa này còn vượt qua tất cả thiên tài mà nó từng gặp nhưng nhìn thấy dáng vẻ đầy tự tin của lăng hàn nó vẫn không nhịn được và nói tiểu tử người thật sự ngông cuồng người có biết tổ vương đại biểu cho cái gì không là đế hoàng trong thiên địa có thể xưng là đại đế cũng gọi là thánh hoàng là danh hiệu vô địch lăng hàn gật đầu vẻ mặt không sao cả hắn từ một người bình thường bò lên vị trí kẻ mạnh nhất nguyên thế giới với hắn mà nói đây chỉ là việc xe nhẹ đường quen chỉ đi lại một lần mà thôi tiểu thạch đầu nhân suýt phát điên người trẻ tuổi trước mặt lấy tự tin ở nơi nào hơn nữa còn rất thản nhiên được rồi không chấp nhận với hắn nói những chuyện này chính là muốn người biết bàn thạch đại nhân cường đại cỡ nào nó nói lăng hàn gật đầu hắn nhìn sang 12 tượng đá. Chân thân bàn thạch đại nhân đang ở trong đó sao? Ha 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 ha, tiểu thạch đầu nhân cười to, nói, tiểu tử, người quá ngây thơ, chân thân bàn thạch đại nhân ở nơi này, người còn có thể đứng nổi sao? Đã sớm bị khí tức cường đại của hắn đánh nát, đừng nói ngươi, cho dù thánh nhân tới đây cũng phải nằm dạp xuống đất. Mặc dù tâm thần lăng hàn chập chờn nhưng hắn vẫn chấn định tự nhiên, hắn tin tưởng mình nhất định leo lên võ đạo đỉnh phong. Bàn thạch đại nhân đâu? Hắn hỏi. Ai, cho dù là tổ vương vô địch cũng không thể trường sinh bất tử, bàn thạch đại nhân tự nhiên đã sớm hóa đạo. Tiểu thạch đầu nhân nói, nhưng vào thời điểm đại nhân sắp hóa đạo đã xây dựng nên phiêu miểu phong, có thể xuyên qua tinh không vô tận, cũng trợ giúp một số người bước vào tiên đồ. Đối với thiên tài chân chính, đại nhân có bố trí khác. Lăng Hàn kích động không nhỏ, nếu thạch đầu nhân nói nhiều như vậy, hiển nhiên hắn sẽ có đãi ngộ đặc thù. Hắc hắc, người có biết thần thạch xây dựng đạo cơ làm từ cái gì hay không? tiểu thạch đầu nhân dương dương đắc ý giống như đang khoe khoang không biết lang hàn lắc đầu hắn cố ý lộ ra vẻ chờ mong thỏa mãn cảm giác hư vinh to lớn của thạch đầu nhân quả nhiên tiểu thạch đầu nhân càng đắc ý nói đại nhân lưu lại một giọt chân huyết hóa thành một biển cả những tảng đá phổ thông trong chân huyết hải bị một ít huyết dịch của đại nhân ảnh hưởng từ đó sinh ra thần thông vô tận lang hàn lúc này mới kinh hãi chân chính những tảng đá cung cấp viên hạch cho bọn họ lấy thần thạch trúc cơ chính là tảng đá phổ thông tổ vương mạnh cỡ nào một giọt chân huyết hóa thành biển tẩm bổ không biết bao nhiêu tảng đá cũng hóa thành thần thạch và liên tục tặng cho người khác từ đầu đến cuối vẫn không hao hết hiện tại biết bàn thạch đại nhân cường đại thế nào chưa tiểu thạch đầu nhân kiêu ngạo nói có thể trở thành tổ vương đều là người mạnh nhất thời đại trong dòng sông lịch sử chiến lực của bàn thạch đại nhân cũng có thể đứng trong 10 vị trí đầu của các tổ vương không trước ba tồn tại càng phổ thông muốn đắc đạo càng khó nhưng khi đã leo lên đỉnh phong lại là tồn tại khủng bố là vô địch trong vô địch lang hàn sinh lòng hướng tới một khối đá bình thường trải qua dầm mưa dãi nắng bị người dẫm đạp bị dã thú nằm lên yên lặng tiếp nhận vô số năm cuối cùng sinh ra linh trí hấp thu lực lượng thiên địa và bắt đầu con đường tu luyện việc này khó khăn cỡ nào nhưng chính tồn tại như thế lại trở thành đệ nhất thiên hạ vô địch một thời đại lang hàn bắt đầu tưởng tượng vị bàn thạch đại nhân này năm đó phong hoa tuyệt đại cỡ nào đây chính là dáng vẻ của bàn thạch đại nhân năm đó sao hắn hỏi tiểu thạch đầu nhân gật đầu nhớ lại thợ điêu khắc ưu tú cũng không thể khắc họa ra thần vận của đại nhân thần thức của ngươi không nhìn thấy pho tượng đá kia nó từng bị đại nhân chạm vào cho dù như thế cũng đã thông linh quả thật mạnh vô bờ bến sử dụng thần thạch trúc cơ tiền đạo cơ thạch xuất phát từ tay của đại nhân cho dù ngươi kinh tài tuyệt diếm cỡ nào cũng khó thoát ra khỏi gông cùng xiềng xích của đại nhân thành tiểu cảnh giới cao nhất chính là thánh nhân không có khả năng tiến thêm một bước. Tiểu thạch đầu nhân cười nói, cuối cùng cũng quay trở lại chủ đề chính. Cho nên, người bình thường nha, ta chỉ phụ trách cho bọn họ một viên thần thạch, có tác dụng trợ giúp bọn họ rất lớn nhưng đối với thiên tài chân chính, ta sẽ dẫn hắn đi chân huyết hải, để hắn cảm thụ ý cảnh của đại nhân một chút. Chỉ có đi ra con đường của mình, mới có thể đạt tới mạnh nhất. Làm hàn gật đầu, kỳ thật hắn vô cùng phản cảm dung nhập dị vật vào người mình, thời điểm ở nguyên thế giới hắn cũng dựa vào chính mình đi lên vị trí thiên tôn, bởi vì hắn đi ra con đường khác biệt nên mới trở thành thiên tôn mạnh nhất. Tới đi, tiểu thạch đầu nắm lấy lăng hàn, xèo, hai người bọn họ biến mất trên đỉnh núi. Lăng hàn cảm thấy hoa mắt, hắn nhìn thấy mình đang ở trên biển cả minh mông, biển cả này đỏ rực như máu, nó lại tỏa ra hào quang cực kỳ xinh đẹp. Một giọt máu mà thôi, không ngờ có thể hóa thành biển cả lớn như vậy. Tổ vương cường đại cỡ nào, đại nhân luyện hóa bá đạo trong chân huyết, nếu không, một giọt máu cũng có thể đánh chết thánh nhân. Tiểu thạch đầu nhân kiêu ngạo lên tiếng, sau đó hắn buông tay ra, lang hàn rơi xuống dưới. Người có thời gian ba ngày tiến hành cảm mộ, đến thời gian, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Phù phù, lang hàn tiến vào trong biển rộng, nước này không có sức nổi hắn lập tức chìm xuống dưới. Ánh sáng biến mất trên đỉnh đầu, lang hàn lại không cảm giác hít thở không thông, dường như lỗ chân long toàn thân đều có thể hô hấp. Hắn chỉ chìm như thế, dường như biển cả không có điểm tựa không có điểm tựa chính là không có đáy, Lăng Hàn ổn định tâm linh, hắn cảm mộ đạo của bàn thạch tổ vương. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một tảng đá nhận hết bao nhiêu mưa gió, có ưng lớn bay qua, nó đứng trên đó mổ cá vừa săn được, cũng có dã thú nằm dạp trên đó, lưu lại khí tức sinh mệnh. chương 4007, quan sát ngộ đạo. Vô số năm sau, tảng đá kia đột nhiên có ý thức, lại ngây thơ vô số năm, nó vô ý thức hấp thu một tia lực lượng từ mặt trời, mở ra con đường tu luyện dài dằng rạc. Lại trôi qua trăm triệu năm, rốt cục nó đủ cường đại, có thể thúc đẩy thân thể nhấp nhô và tiến vào trong đầm nước. Bên cạnh đầm nước có một gốc bảo thụ, thời gian dài trôi qua, không biết bao nhiêu bảo quả rơi vào trong nước, cũng biến đầm nước thành ao bảo bối. Bên trong đầm nước, tảng đá kia cũng bước ra một bước cực kỳ then chốt, nó vượt qua tiên đồ và có được hình người. Hắn bắt đầu chinh chiến, lúc đầu chân thật thiện lương nhận hết lừa gạt, đến sát phạt quả đoán, cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, chiến hết các cường giả trong thiên hạ trải qua vô số sinh tử cuối cùng bước lên đỉnh thế giới đây chính là nửa đời trước của bàn thạch tổ vương lúc hắn tuổi già dựa vào thực lực chấn áp tinh hải vạn tộc ở trung bình đẳng giúp võ đạo phát triển hòa bình trong ngàn vạn năm hình tượng cũng dừng lại tại đây sau đó là từng tràng chiến đấu của bàn thạch tổ vương từ hắn cực kỳ yếu ớt lúc trở thành thiên kiêu đỉnh cấp lại đến quét ngang thiên hạ chỉ có một ít thiên kiêu đỉnh cấp mới có thể chống lại hắn đây là một vương giả đánh ra con đường của mình vô địch một thời đại. Bàn thạch tổ vương không có quán thâu bất cứ bí pháp nào cho Lăng Hàn, cũng không có truyền đạo cho hắn, hắn chỉ cho Lăng Hàn nhìn thấy quá trình ngộ đạo của mình. Đối với Lăng Hàn mà nói, việc này cực kỳ chân quý. Trước bàn thạch tổ vương không có chuyện dùng thần thạch trúc cơ, mỗi người đều dựa vào lực lượng của mình vượt qua tiên môn, dựng thành tiên đạo cơ thạch, ngay cả như vậy cũng có thể xuất hiện tồn tại châu bò như tổ vương, thánh nhân. Thần thạch trúc cơ xuất hiện, có lợi có hại, mặt có lợi, tự nhiên có thể giúp người ta càng lợi hại hơn sau khi bước vào tiên đồ, mặt có hại chính là gạt bỏ sáng tạo cái mới, cho dù mạnh như hồng thiên bộ, sau khi đạt được một viên thần thạch trúc cơ đỉnh cấp đã cực kỳ hưng phấn, dựa vào nó làm mấu chốt cường đại. Làm vậy là lẫn lộn đầu đuôi, thần thạch trúc cơ chỉ có tác dụng phụ trợ, tại sao có thể trở đảo khách thành chủ, trở thành hạch tâm của tiên đạo cơ thạch. Bản ý của bàn thạch tổ vương là tốt, kết quả lại biến thành như thế. Lăng Hàn buông tạp niệm, hắn chỉ thể ngộ con đường của bàn thạch tổ vương đi qua, việc này rất chân quý, một vị tổ vương từ nhỏ yếu đến cường đại, đoạn đường này trải qua rất nhiều lịch trình. Hắn sẽ không lại đi con đường này, cũng đang nhắc nhở bản thân mình, cho hắn tham khảo, ít đi đường quanh co. Tiểu tử, nên rời đi, giọng nói của tiểu thạch đầu nhân vang lên, chỉ trong nháy mắt lang hàn bay ra khỏi chân huyết hải, xuất hiện ở hòn đảo bên cạnh. Đây là khu vực bên ngoài phiêu miểu phong, lang hàn sướng sờ, khốn kiếp, cứ ném mình ra ngoài như vậy hay sao? Hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng bây giờ cho dù gặp lại lần nữa, tin tưởng tiểu thạch đầu nhân cũng không có khả năng gặp hắn. Hắn nhìn thấy rất nhiều người đứng trên bờ biển, tin tưởng đều bị đuổi ra ngoài, phiêu miểu phong đã kết thúc hiển hóa, hòn đảo này cũng nhanh chóng biến mất, sẽ đi tới tinh thể nào đó trong tinh không. Lang Hàn, một tiếng quát vang lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang đảo qua, Kim Ngọc Lộ dùng kiếm đâm tới, sau lưng nàng còn xuất hiện rất nhiều ánh sáng giống như tiên nữ, chiêu kiếm đằng đằng sát khí nhưng mỹ cảm mười phần lăng hàn hừ một tiếng hắn xuất một quyền năng lượng tầng thứ cao bao phủ nắm đấm hắn tin tưởng nắm đấm của mình có thể va chạm với pháp khí ầm um, nắm đấm đánh vào thanh kiếm lăng hàn lảo đảo lui về phía sau kim ngọc lộ vô cùng cường đại hơn nữa vô cùng có thể là thiên tài nhị tinh chiến lược của nàng vô cùng kinh khủng kim ngọc lộ khiếp sợ không nhỏ một kiếm của nàng đủ sức miểu sát cao thủ tầm bí cảnh sơ kỳ phổ thông lăng hàn ngăn cản một kiếm này chỉ lui lại vài bước cũng không chảy giọt máu nào chiến lược của hắn khủng khiếp cỡ nào không thể lưu người này sống sót kim ngọc lộ nói thầm bản năng của nàng ý thức được đây là đối thủ mạnh mẽ của hồng thiên bộ cho nên nàng muốn dọn sạch chướng ngại giúp hồng thiên bộ thiên tài giống như hồng thiên bộ ngày sau vô cùng khả năng siêu việt cấp độ hóa linh chân quân trở thành đại năng cấp giáo chủ cấp giáo chủ đấy có thể thống lĩnh đại giáo cũng là tồn tại danh tiếng trong tinh không cho nên hồng thiên bộ độc nhất vô nhị tuyệt đối không cần người tranh phong với hắn. Lăng Hàn cười ha ha, hắn cầm chiến trụy đấu với Kim Ngọc Lộ, tay trái hắn cầm Thiên Văn Ngọc, dự định xuất thủ bất ngờ tiêu diệt kẻ địch. Cái gì, càng nhiều người chạy tới, không thiếu người có mặt ở ruộng rau, phát hiện Lăng Hàn đang kịch chiến với Kim Ngọc Lộ, mọi người sợ hãi khó có thể tưởng tượng nổi. Tại sao chiến lực của tiểu tử này khủng bố như thế? Kim Ngọc Lộ cường đại, đây là việc được mọi người công nhận. Nàng là đệ tử của Hóa Linh Chân Quân, bản thân đã là thiên tài nhị tinh, nếu không phải trên tầm bí cảnh chính là tiên đồ, chỉ sợ nàng cũng có thể chiến đấu vượt cấp. Nhưng bây giờ nàng chỉ miễn cưỡng áp chế một tiểu tử Minh Văn cảnh. Việc này không phải chuyện đầm rồng hang hổ hay sao? Lăng Hàn cũng cố hết sức, Kim Ngọc Lộ quá cường đại, đã vượt xa tầm bí cảnh, hắn cảm thấy áp lực như núi. Nếu như đổi thành trước khi vào chân huyết hải, Lăng Hàn lúc này hoặc ném Thiên Văn Ngọc ra, hoặc xoay người bỏ chạy, tuyệt đối không có khả năng ham chiến, lúc ở trong biển máu, hắn nhìn thấy đại chiến trong đời tổ vương cũng dẫn dắt hắn thật lớn. Hắn mở nhãn thuật chiến đấu với Kim Ngọc Lộ, mặc dù hắn đang ở trạng thái phòng thủ, thỉnh thoảng vẫn phản công một chiêu, cũng không đến mức không có năng lực hoàn thủ. Càng làm mọi người choáng váng chính là, từ xưa tới nay chưa từng tồn tại minh văn cảnh cường đại như thế. Xeo, một bóng người bay tới, sau một lúc mới nghe được tiếng nói truyền vào tai. Lăng Hàn, Hồng Thiên Bộ đến, Lăng Hàn thu tay lại, một mình Kim Ngọc Lộ đã đủ áp chế hắn, huống chi còn phải đối mặt với Hồng Thiên Bộ. Hồng Thiên Bộ không xuất thủ trước, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Sao thứ ta cần ra đây, nếu không, chết. Hồng Thiên Bộ, người có uống lộn thuốc không? Lăng Hàn nói, nếu hắn dễ bị uy hiếp như vậy, Lăng Hàn có thể sống sót tới bây giờ. Xem ra, người nhất định ngoan cố chống lại đến cùng. Hồng Thiên Bộ lạnh lùng nói, hắn chậm rãi giơ tay lên, trong mắt sinh ra một tia hung uy. Lăng Hàn cười một tiếng, Hồng Thiên Bộ, nếu người dùng độc nhãn, vậy ta cũng cho ngươi nếm thử lợi hại của Thiên Văn Ngọc hắn nâng thiên văn ngọc trong tay trái lên. Đây chính là đại sát khí, pháp khí niệm lực cấp nhị tinh, có thể đánh chết cường giả chú đỉnh, huống chi hắn chỉ là tầm bí cảnh. Hồng thiên bộ tràn ngập lòng tin vào chiến lược của mình nhưng đối đầu với thiên văn ngọc. Hắn không dám bảo đảm mình tránh được, cho dù vận dụng con mắt, hắn có thể định trụ thứ này sao. Cho nên, hắn không dám mạo hiểm, đánh một trận công bằng. Hắn thản nhiên nói, ngươi là tầm bí cảnh nói đánh công bằng với ta, có phải muốn ta buồn cười đến chết hay không? Lăng Hàn lắc đầu, nói: "Không thiên bộ, giữa chúng ta sẽ có một trận chiến nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, được rồi, không bồi chơi với ngươi nữa." Hắn quay người, phát động chỉ xích thiên nhai, cũng biến mất trong nháy mắt. Chương 4008 Thiên Thạch, Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt trốn xa hơn trăm dặm, sau đó liên tục cất bước, một bước vượt qua trăm dặm, đã nhanh đến mức không có cách nào hình dung. Nhưng chuyện này cũng tạo thành phụ tải lớn lên thân thể hắn chỉ đi vài bước cũng làm xương cốt của hắn sinh ra âm thanh răn rắc, trên da đã có máu tươi chảy ra ngoài. Hắn trôi nổi trong biển rộng, cũng không thể cử động được. Lăng Hàn dứt khoát tiến vào trong hồ lô, dù sao đang trôi nổi trên biển, không cần lo lắng hắn sau khi hắn tiến vào hồ lo, hồ lô sẽ chìm xuống đáy biển, áp lực cường đại thậm chí ép nát hồ lô. Phụ thân, đám tiểu hoa nhi chạy tới. Lăng Hàn gật gật đầu, hắn vừa chữa thương vừa nói. Các ngươi nghe nói về bàn thạch tổ vương hay không? Bảy tiểu hoa nhi lắc đầu, ánh mắt sắc chư sáng lên, nó nhìn sang Lăng Hàn. Thế nào, con lợn chết ngươi biết, Lăng Hàn kinh ngạc, heo mập hừ hừ, dáng vẻ người quá cô văn quả lậu. Sắc chư, rốt cuộc ngươi ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Lăng Hàn hỏi, sắc chư không để ý tới hắn, dáng vẻ rất ngạo kiêu. Lăng Hàn không hỏi, sắc chư sẽ không nói chuyện. Được rồi, bàn thạch tổ vương đã cường đại như vậy, về sau tiến vào tinh không sẽ tìm ra sự tích huy hoàng của hắn hắn nhìn thấy hình tượng đều là bàn thạch tổ vương chiến đấu với địch nhân nhưng cũng không nói rõ đối thủ là ai. Vị tổ vương này đã leo lên đỉnh phong, rốt cuộc đã chiến thắng bao nhiêu thiên kiêu tuyệt đỉnh. Lăng Hàn nghỉ ngơi một lúc, hắn rời khỏi hồ lô, hai tay vỗ vào mặt biển, sau đó hai chân đạp mặt biển tiến lên. Vận tốc âm thanh đảm bảo hắn đạp lên mặt biển như đạp lên đất bằng, huống chi gấp 6 lần vận tốc âm thanh, hắn tiến lên, nước biển sau lưng sôi trào, thanh thế vô cùng to lớn. Lăng Hàn ngự gió lướt đi, thậm chí hắn có một loại ảo giác, hắn có thể dẫm lên sóng gió và bay lên trời. Nếu như gió lớn hơn một chút, có lẽ hắn thực sự làm được. Chỉ qua mấy giờ, phía trước xuất hiện bờ biển, hắn nhảy lên và đáp xuống bờ biển, cần phải trở về, Lăng Hàn bắt đầu quay lại đế đô, hắn lao đi rất nhanh, cước trình của hắn gấp 6 lần vận tốc âm thanh, tốc độ như vậy nhanh đến mức kinh người. Bóng đêm giáng lâm, hắn dự định nghỉ ngơi một chút, chờ tu hành buổi sáng xong, sau đó tiếp tục lên đường hắn và đám tiểu hoa nhi rời khỏi hồ lô, sau đó bắt đầu nấu ăn. Mọi người ăn uống, cười nói vui vẻ hòa thuận, ăn xong, lăng hàn ôm tay ra sau đầu, nằm trên đồng cỏ ngắm sao. Quan sát bàn thạch tổ vương chiến đấu, hắn được lợi không ít, trên thế gian có rất nhiều thiên tài đỉnh cấp, một đường từ yếu chiến đến mạnh nhất, đối thủ gì cũng đánh qua, mỗi một trận chiến đều chân quý. Mặt khác, lúc ngâm trong chân huyết hải ba ngày, nó có trợ giúp lớn với thân thể lăng hàn, thậm chí hắn có cảm giác mình vừa có cuộc đời mới. Phụ thân, nhị hoa nói, vì cái gì trùng tộc cao đẳng vừa ra đời, trong cơ thể đã có gông cùng xiềng xích. Người hỏi ta sao, lang Hàn lắc đầu, không biết, bởi vì dựa vào lực lượng sinh mệnh của mình đánh tan gông cùng xiềng xích, tiêu hao chính là sinh mệnh bản nguyên, đây là cấp độ sinh mệnh tăng lên. Tam hoa tiếp lời, cho dù người có thể ăn sinh mệnh bảo quả tiến hành bổ sung nhưng tiêu hao trung quy đã tiêu hao, sẽ lưu lại di chứng. Nhưng loại thiếu sót này không lập tức bộc phát ngay, sau khi cảnh giới tăng lên cao hơn mới có thể chậm rãi lộ ra ngoài. Lục Hoa nói, chúng ta nguyên muốn chờ phụ thân tiến vào cảnh giới cao hơn mới nói, đến lúc đó phụ thân cũng có tư cách đi giành thánh dược, chân chính chữa trị sinh mệnh bản nguyên. Thất Hoa cũng nói, hiện tại, thiếu thốn trong sinh mệnh bản nguyên của phụ thân đã bổ sung đầy đủ, không còn tai họa ngầm. Đại Hoa tổng kết, lang hàn thế mới biết, đánh vỡ gông cùng xiềng xích sinh mệnh còn có hậu hoạn như vậy, vì cái gì rất nhiều người không thể xông lên cảnh giới trí cao vì cái gì có ít người rõ ràng là thiên tài nhưng sau đó dừng lại ở một cảnh giới không tiến chính là bởi vì sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều chính là sinh mệnh bảo quả cũng không có cách nào đền bù lại không xung kích cảnh giới cao hơn khả năng may mắn hắn ngâm trong một giọt chân huyết của tổ vương ba ngày mặc dù giọt chân huyết này đã hóa thành biển cả chỉ còn một tia huyết dịch mỏng manh nếu thật cho hắn một giọt chân huyết cho dù xóa đi sát khí cũng vô dụng có thể bồi bổ đến mức hắn chết đi tổ vương cỡ nào tồn tại là đại đế trong võ đạo, thánh hoàng trong võ giả, thậm chí một giọt máu có thể đánh chết thánh nhân, làm sao một minh văn cảnh như hắn có thể chịu nổi. Khó trách hắn hiện tại có cảm giác nhẹ nhõm giống như thoát thai hoán cốt, giành lấy tân sinh, hóa ra sinh mệnh bản nguyên được bổ sung đầy đủ. Như vậy ta sung kích khai khiếu cảnh và tầm bí cảnh cũng phải tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Hắn nhướng mày, yên tâm đi, phụ thân, nhị hoa khoát tay nói, sinh mệnh lực của phụ thân tràn đầy, hoàn toàn có thể trèo chống phụ thân vượt qua hai đại cảnh giới lăng hàn a à một tiếng khó trách thạch đầu nhân ném mình vào trong biển máu ba ngày chắc hẳn nó đã tính tới những chuyện này vận khí của phụ thân thật tốt đừng xem chỉ có dưới tiên đồ mới có tai họa ngầm nhưng bây giờ chỉ là giai đoạn xây dựng cơ sở cảnh giới càng cao muốn chữa trị càng khó khăn tam hoa nói nếu sau khi tiến vào tiên đồ muốn chữa trị tai họa ngầm phải cần thánh dược đại hoa gật đầu cũng may thật sự may mắn lăng hàn nhẹ gật đầu lăng hàn trầm tính không nhìn thấy tinh không A à, sao băng, trên bầu trời có một ngôi sao băng bay tới, nó dùng tốc độ cực nhanh lao về hướng này, bởi vì ma sát với không khí nên sao băng bốc cháy hừng hực, có thể nhìn thấy sao băng có đường kính chừng một trường. Khốn kiếp, tại sao lại rơi xuống hướng của mình, lăng hàn dẫn theo đám tiểu hoa nhi chạy đi, hắn mặc kệ sắc chư, ra hỏa này vạn pháp bất xâm. Phanh, sao băng rơi xuống, vận tốc ít nhất cũng gấp 20 lần vận tốc âm thanh, lúc rơi xuống mặt đất tạo thành cái hố rất to, mặt đất chấn động mạnh sóng xung kích quét qua các hướng, cây cối, hoa cỏ, hòn đá cùng bay lên cao. Sau đó, toàn bộ mặt đất hóa thành biển lửa. lang Hàn nhe răng, vận khí của mình biến thành xấu rồi sao, nếu chạy chậm một chút, bị thiên thạch nện chúng, hắn không chết cũng mất một lớp da. Nghĩ lại, thiên văn ngọc dùng gấp vận tốc 10 âm thanh oanh kích đã có thể miểu sát tầm bí cảnh, thiên thạch gấp 20 lần vận tốc âm thanh rơi xuống sẽ khủng bố cỡ nào. Hắn chạy về, hỏa diễm không thể gây tổn thương cho hắn. Bên trong thiên thạch vô cùng có khả năng ẩn chứa kim loại chân quý, cho nên Lăng Hàn cần trở về tìm một chút, thuận tiện xem thiên thạch có hình dáng thế nào. Rất dễ tìm, thiên thạch nằm ở trung tâm cái hố lớn, chỉ cần đi vào trung tâm là có thể phát hiện thiên thạch. 3. Đột nhiên thiên thạch vỡ vụn, có một người đi ra. Chương 4009, khách tới từ tinh không. Thiên thạch rơi từ trên trời xuống, lúc thiên thạch tan vỡ, một người xuất hiện. Không đúng, không chỉ một, có một thanh niên đi ra trước hắn nhiều lắm chỉ 20 tuổi, sau lưng hắn là bốn lão giả, mỗi người đều tỏa ra khí thức cường đại, tuyệt đối không phải tầm bí cảnh. Cường giả tiên đồ, lăng hàn sử dụng ra hư không thú khoác lên người, hắn tin tưởng cách khoảng cách xa như vậy, cho dù là cường giả tiên đồ cũng không nhất định phát hiện ra mình. Đương nhiên, nếu là sinh đan cảnh hay chân ngã cảnh, cho dù xa hơn nữa, bọn họ vẫn có thể phát hiện lăng hàn. Thiếu ra, chúng ta đã thuận lợi đến thiên hải tinh. Bốn lão giả cùng kho người nói với người trẻ tuổi. Lăng Hàn kinh ngạc, người trẻ tuổi kia bộc phát khí chàng rất mạnh nhưng tuyệt đối không có bước vào tiên đồ, có bốn cường giả tiên đồ tất cung tất kính với hắn như vậy, hoàn toàn trái với lẽ thường cường giả vi tôn. Cho nên, chắc chắn người trẻ tuổi có bối cảnh thâm hậu, đến từ đại thế gia hoặc thế lực lớn, bốn lão giả là người hộ đạo của hắn. Lăng Hàn suy đoán, năm người kia đến từ tinh thể khác, cho nên mới rơi từ trên trời xuống, hơn nữa còn bước ra khỏi thiên thạch. Về phần tại sao là thiên thạch mà không phải không hạp, tinh môn hoặc trận pháp truyền tống, Lăng Hàn không biết. Nói tóm lại, bọn họ tuyệt đối không phải người trong lồng giam. Trên đầu của mình có ngôi sao phiền phức hay sao, vì sao thiên thạch không rơi xuống nơi nào khác, lại rơi xuống đầu hắn. Người trẻ tuổi gật đầu, các ngươi đi dò xét tình huống chung quanh, 10 ngày sau, chúng ta tụ tập tại đế đô. Thiếu gia, bốn lão giả vội vàng khuyên can, nói, thân thể ngài tôn quý, nơi này đều là man nhân dã man, vạn nhất tổn thương đến quý thể của ngài. Hừ, các ngươi đã nói nơi này là vùng đất nguyên thủy, ai có thể tổn thương bản thiếu. Người trẻ tuổi không vui, nói, mặc dù năm đó nơi này nhốt rất nhiều cường giả nhưng đã nhiều năm trôi qua, chỉ sợ phần lớn đã chết ra. Tinh thể này đang khôi phục, năm đó cũng có đại giáo tồn tại, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều tạo hóa và cơ duyên. Bản thiếu cố ý chạy đến vùng đất nguyên thủy này, chính là muốn đoạt lấy những cơ duyên kia, qua một thời gian, chắc chắn sẽ có người chạy tới cạnh tranh với ta. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Còn không đi mau, bị người trẻ tuổi quát lớn, bốn tên lão giả vội vàng kho người đáp ứng, bọn họ rời đi thật nhanh. Nghĩ lại cũng phải, đây là nơi man hoang, có ai tổn thương đến bọn họ. Hiu hiu hiu, bốn bóng người phá không bay đi, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vô tung. Gương mặt kiêu ngạo của người trẻ tuổi thay đổi, bị bốn lão quỷ đi theo, bản thiếu còn chơi thế nào. Ở nhà bị lão gia tử trông coi, ở chỗ này còn bị bốn lão quỷ quản, Căn cứ thiên nhãn dò xét, nơi này thành lập một vương triều nhỏ yếu, bản thiếu sẽ đi đế đô tìm kiếm mỹ nữ. Lúc nói đến mỹ nữ, hắn lộ ra vẻ mặt đắm đuối, trong 20 năm qua, hắn trừ tu luyện chính là tu luyện, hiện tại là trời cao mặc chim bay, nội tâm hắn cũng buông thả một lần. Nhưng ta vẫn phải làm chính sự, lão gia tử phỏng đoán, phiếu miểu phong sẽ xuất hiện trên tinh thể này, ta vẫn đẻ ép cảnh giới không bước vào tiên đồ, ta muốn tìm một khối thần thạch đỉnh cấp trúc cơ. Mạng tinh đằng nơi này đã khôi phục, Ta có thể tìm hiểu một chút." Lăng Hàn đứng xa xa nghe rất rõ ràng, gia hỏa này đến từ tinh thể bên ngoài, còn muốn tới đây đoạt bảo, tán gái. "Chơi." Hắn lặng lẽ xuất hiện sau lưng người trẻ tuổi kia, ai, người trẻ tuổi tương đối bất phàm, hắn lập tức phát hiện không đúng và quát lên. "Ba!" Một cục gạch đập vào đầu hắn, hắn bị đập ngất xỉu và ngã xuống đất. Lăng Hàn sốc ra hư không thú lên, hắn cười lớn, trên mặt người trẻ tuổi còn mang theo kinh ngạc, phẫn nộ và bối rối hắn vừa đến thiên hải tinh người trẻ tuổi ngập nhiệt huyết và tâm chơi đùa kết quả còn chưa bước ra bước đầu tiên đã bị người ta gõ ám côn có lẽ trong nội tâm hắn hiện tại đang chửi ầm lên lang hàn lục soát người trẻ tuổi một lần tìm ra một kiện pháp khí không gian hắn dùng thần thức dò xét và mừng như điên khá lắm thật sự giàu có trong pháp khí không gian của kẻ này có hai bộ khôi giáp trên một khôi giáp khắc đầy hoa văn kỳ diệu lẫm liệt như chiến thần hắn thử mặc vào nhưng không thể mặc lên người phổ thân khôi giáp bị người ta nhận chủ, người cần phải xóa ấn ký trước. Nhị Hoa lên tiếng, xóa như thế nào? lang Hàn hỏi, hoặc là niệm lực của ngươi mạnh hơn chủ nhân ban đầu, cưỡng ép xóa đi, hoặc ngươi giết chủ nhân nó đi, dấu ấn tinh thần sẽ mất đi hiệu lực. Tam Hoa nói, Đại Hoa đằng đằng sát khí nói, phụ thân, ta sẽ làm thịt ra hỏa này, đúng là tiểu bạo lực cuồng. Lăng Hàn vội vàng khoát tay, mặc dù hắn xuất thủ ăn cướp nhưng người này cũng không làm việc ác, muốn nói hạ độc thủ xử lý đối phương việc này vi phạm nguyên tắc của hắn hắn thử xóa đi lạc ấn thần thức của đối phương hắn bật cười lớn ấn ký cũng không tính là quá mạnh nếu như trong chiến đấu hắn khẳng định không thể ung dung phá giải ấn ký này nhưng bây giờ lại dễ dàng dù sao người tuổi trẻ kia không thể phát động phản kích qua một lúc hắn xóa đi ấn ký trên khôi giáp hơn nữa là hai kiện tâm niệm hắn khẽ động một bộ khôi giáp tự hành giải thể bay tới và mặc lên người hắn đẹp trai lăng hàn hoạt động tay chân lực lượng kinh khủng bộc phát, cảm giác lực lượng thật mạnh, nó gia tăng lực lượng của ta lên gấp đôi. Nói, hắn lộ ra kinh hỉ sắc, riêng này chút liền đã có thể đem cái này khôi giáp xưng là trí bảo mà khôi giáp bản thân cũng là kiên cố cực kỳ, đoán trừng tầm bí cảnh lực lượng căn bản không có khả năng đánh vỡ. Kiếm lời, lăng hàn lại thử dưới mặt khác một bộ khôi giáp, hiệu quả không sai biệt lắm. Thật sự xa xỉ a, à, một người lại mang theo hai bộ chiến giáp, nếu bị những cường giả trong lồng giam bắt được bọn họ ghen ghét thành dáng vẻ gì. Mộ tê người thu luyện từ tinh thể khác tới, quả nhiên tài đại khí thô. Lão huynh, đa tạ, lăng hàn thu hồi khôi giáp, hắn vỗ nhẹ lên thân thể người trẻ tuổi nghênh ngang rời đi. Không có hạ sát thủ, cho dù làm lại lần nữa hắn cũng không phá hoại quy tắc của mình, hơn nữa người này có thể cưỡi thiên thạch bay tới đây, tất nhiên sẽ có hậu trường cường đại, trên thân có pháp bảo cứu mạng. Nếu như hắn hạ sát thủ, vô cùng khả năng gây nên phản phệ, như vậy là không tốt. Nhưng nhóm người đầu tiên từ tinh thể bên ngoài đã tới, nhóm thứ hai và thứ ba sẽ đến lúc nào? Giống như một lớp vừa hết, một lớp khác lại lên, cường giả trong lồng giam còn chưa xuất thế toàn bộ, đám người từ tinh thể bên ngoài đã góp chân vào, thế đạo hiện tại quá lộn xộn sao? Chương 4010, lồng giam mở hoàn toàn. Lăng Hàn bước đi vội vàng, hắn quay lại đế đô. Nhưng cũng chỉ được mấy ngày mà thôi, hắn rời khỏi đế đô nhiều ngày, từng gốc cây cao lớn với tán trải rộng vài trăm trượng cũng không còn hình dáng thấp bé như trước kia. Hiện tại đế đô xanh um tươi tốt, nhìn từ đằng xa, nơi này rất giống Văn Minh thời tiền sử, chỉ toàn một màu xanh biếc. Lăng Hàn trở lại ngoại vụ phủ, lập tức có người tập hợp những việc xảy ra những ngày qua báo cáo với hắn. 19 ngày trước, cuối cùng lồng giam cũng vỡ hoàn toàn, có hóa linh chân quân xuất thế. 15 ngày trước, bốn đại hóa linh chân quân đều tới đế đô, Thánh Hoàng Trần Phong Viêm xuất hiện và kịch chiến với bốn hóa linh chân quân trên bầu trời thắng bại không biết nhưng sau trận chiến ấy, bốn hóa linh chân quân cũng rút khỏi đế đô. 12 ngày trước, bốn đại hóa linh chân quân nhau nhau tuyên bố thành lập tông môn của mình, chiêu thu đệ tử khắp thiên hạ. Lang Hàn chấn kinh, lúc trước những cường giả trong lồng giam còn chưa xuất thế, đám người tinh thể bên ngoài đã tới, phiền phức không ngừng, không nghĩ tới vừa mới quay về đã có tin tức hóa linh chân quân xuất thế. Trong lồng giam, trận áp người mạnh nhất chính là hóa linh chân quân, hơn nữa còn có hậu trường cường đại, không tiện giết chết, chỉ có thể giam giữ. Đối với chuyện này, Lăng Hàn không hiểu nổi, Thanh Long Hoàng Triều đã trấn áp đám người này ở đây, vì cái gì không cách mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm đi qua ra cố trận Pháp một lần. Bằng không, cho dù đám người bên trong liều mạng phá hư trận Pháp cũng chỉ phí công A. Vấn đề này, xem ra cần phải đến hỏi cao tầng của Thanh Long Hoàng Triều. Bỏ đi, không cần suy nghĩ những việc này. Hiện tại, ngoại vụ phủ ra lệnh đã không có tác dụng với các thế lực này, Mặc dù Bốn Hóa Linh Chân Quân cũng không có diệt Trần Phong Viêm nhưng cũng không cần sợ hãi uy thế của Trần Phong Viêm. Nhưng việc này cũng lộ ra một việc rất đáng sợ, Trần Phong Viêm lại là Hóa Linh Chân Quân. Nhưng việc này cũng cho nhiều người dũng khí, không cần phải phụ thuộc vương triều. Hơn nữa, Trần Phong Viêm thống trị cực nghiêm, tông môn quy thuận sẽ chịu hạn chế rất lớn, ví dụ như vấn đề đối đãi với bình dân, nghiêm cấm lạm sát kẻ vô tội, còn những người quy thuận Bốn Hóa Linh Chân Quân, chỉ cần đúng hạn nộp cống phẩm lên bọn họ không còn hạn chế nào khác. Đối với những người tu luyện, người bình thường chỉ là sâu kiến mà thôi, đối xử với sâu kiến còn cần thận trọng. Như vậy tiên nhân là gì? Cho nên, thế lực chưa quy thuận chắc chắn sẽ không lựa chọn đầu nhập vào huyền Bắc Quốc, như vậy không khác gì đeo gông vào cổ mình. Công việc của ngoại vụ phủ lâm vào đình trệ nghiêm trọng, không còn tông môn nguyện ý quy hàng, chỉ có thể quản lý những thế lực đầu nhập vào trước đó. A, à, Lam Hàn, tại sao người vẫn là minh vân cảnh? Bích tiêu công chúa đi tới, nhiều ngày không gặp, nàng đã củng cố cảnh giới vững chắc, khí thức thâm tàng bất lộ nhưng có khí lưu đang luân chuyển vô cùng kinh khủng. Nàng là cường giả tiên đồ, tự nhiên có thể nhìn rõ tu vi của Lăng Hàn. Lăng Hàn che thân thể mình lại, hoảng sợ nói, không biết xấu hổ, dám nhìn lén ta, bích tiêu công chúa sạm mặt lại, ta chỉ khám phá tu vi của ngươi, lại không có thấu thị thân thể ngươi, có cần như vậy không? Hơn nữa, ngươi là số nam nhân có cái gì mà thẹn thùng? Hỗn đản này còn dám thất thố như vậy? Nàng thở dài, nói, từ tình huống trước mắt, người có tính toán gì không? Lăng Hàn tươi cười, đương nhiên vừa rồi hắn đang đùa giỡn công chúa yêu tộc mà thôi, hắn nói. Đã bệ hạ không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, như vậy chúng ta sẽ đi thêm vài chuyến, đôn đốc những tông môn kia quy thuận. Bích tiêu công chúa lại khinh thường, ta vừa bước vào tiên đồ, cho dù sử dụng thần thạch đỉnh cấp làm hạch tâm, chiến lực vượt qua đạo cơ của người bình thường nhưng đối đầu với thiên đạo cơ nhị dai, ta khẳng định không phải đối thủ của người ta ta bảo ngươi đi một lần, cũng không bảo ngươi đi chịu chết. Lăng Hàn nói, ồ, bích tiêu công chúa nghi ngờ, hiển nhiên nàng không tin. Lăng Hàn cầm một thanh chiến trụy đặt lên bàn, nói. Cho ngươi mượn dùng cây búa này, đôi mắt bích tiêu công chúa sáng lên, đây chính là pháp khí nhất tinh. Nàng bước vào tiên đồ, có thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí nhất tinh, chiến lực của nàng tăng lên như hổ thêm cánh. Nếu như thanh chiến trụy này là thượng phẩm thậm chí cực phẩm, nàng có thể đối địch với cường giả thiên đạo cơ. Còn có thứ này, Lăng Hàn lại lấy ra một bộ khôi giáp, hắn đoạt được hai bộ trong tay kẻ đến từ tinh không, dù sao hắn không thể mặc hai bộ, vì thế hắn tạm thời cấp cho công chúa yêu tộc. A, à, chiến giáp, Bích Tiêu công chúa động dung, đương nhiên chiến giáp cũng là pháp khí nhưng nguyên bộ pháp khí rất hiếm thấy, bởi vì cần vật liệu càng nhiều, độ khó bố trí trận văn càng khó, mỗi bộ đều có tác dụng cộng minh, không giống pháp binh, chỉ có một kiện, so sánh ra pháp binh đơn giản hơn quá nhiều. Trong thế giới này, rất khó thu hoạch pháp binh. Nguyên bộ chiến giáp càng khó, trình độ hiếm có còn cao hơn gấp 10 lần. Bình thường có thể thu được một bao tay, một kiện mũ giáp đã là quá tốt, nguyên bộ chiến giáp. Ha ha, ngươi đến thăm mộ huyệt đại năng viễn cổ hay đánh cướp tinh thể khác? Bích Tiêu công chúa nói đùa, Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, công chúa yêu tộc lại đoán đúng, hắn thật sự đánh cướp một người đến từ tinh không, hắn cũng không có đi tới tinh thể khác mà là người khác chủ động đưa tới cửa. Hiện tại có nắm chắc hay không? Hắn hỏi bích tiêu công chúa nghĩ nghĩ nói ta phải thích ứng hai kiện pháp khí này đã ta muốn xem nó có thể gia tăng sức chiến đấu của ta lên bao nhiêu nàng nhận chủ chiến trụy và bảo giáp lần nữa lăng hàn thu hồi lạc ấn thần thức trở về sau đó nàng nhảy vào trong rừng và bắt đầu đại phá một phen một lát sau một nữ chiến sĩ mặc ngân giáp quay trở về uy phong lẫm liệt nàng đã là kích hoạt tất cả hoa văn trên chiến giáp khí diễm bộc phát tận trời cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi chiến giáp phi thường cường đại Bích tiêu công chúa nói, có thể tăng thực lực của ta lên gấp 10 lần, mấu chốt là lực phòng ngự, cho dù cường giả thiên đạo cơ cũng không thể gây thương thích cho ta. Lăng Hàn chỉ có thể hâm mộ, ai bảo hắn chỉ là minh văn cảnh, căn bản không thể phát huy uy năng của chiến giáp, hắn chỉ có thể gia tăng lực lượng lên gấp bội, cho dù thừa nhận công kích quá mạnh, chiến giáp sẽ không hư hại, bản thân hắn thừa nhận chấn động sẽ bị thương, thậm chí có thể sẽ chết. Ai, vách ngăn giữa tiên và phàm quá lớn. Ngày mai xuất phát, Bích Tiêu công chúa tràn ngập lòng tin, nói: "Bộ chiến giáp này có trận pháp gia tăng tốc độ, cho dù gặp cường giả trúc cực cơ, ta vẫn có thể thoát thân." Lăng Hàn gật đầu, nói cách khác, chỉ có sinh đan cảnh mới có thể uy hiếp Bích Tiêu công chúa, hệ số an toàn tăng nhiều. "Phải cảm tạ người tốt vô danh kia mới được, cảm ơn ngươi không quản tinh không xa xôi tới đây tặng bảo. Hai người quyết định nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ xuất động, lần này nhất định phải thu phục thêm vài tông môn." Vào đêm khuya, Lăng Hàn lại nhận được bẩm báo, thất hoàng tử cầu kiến. chương 4011, 3 điều kiện, thất hoàng tử, ngay từ đầu Lăng Hàn còn tưởng rằng thất hoàng tử là người hùng tài đại lược nhưng sau khi hiểu biết sâu hơn, hắn mới ý thức được thất hoàng tử là kẻ tư lợi, thậm chí, vì muốn niệm lực của mình đại thành, hắn còn phát động thú chiều giết một tòa thành. Trong đó có nhân tố mấu chốt là bích tiêu công chúa, bọn họ triệt để phản bội nhưng thất hoàng tử chạy tới nơi này làm gì? Mời, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định gặp vị hoàng tử này chỉ chốc lát hạ nhân dẫn thất hoàng tử qua đây đã lâu không gặp tu vi thất hoàng tử lại có bước tiến dài lúc giơ tay nhấc chân có uy thế vô cùng cường đại hắn cũng có một ít giống với trần phong viêm lang hàn cười ha ha chắp tay nói điện hạ thất hoàng tử gật đầu lang khanh miễn lễ a à, giá đỡ rất lớn lang hàn không có tâm tình lãng phí thời gian trực tiếp hỏi không biết điện hạ đêm khuya tới chơi có gì chỉ giáo Thất hoàng tử cười nhạt, bản vương tới làm giao dịch với ngươi. Há, cái gì giao dịch, ngươi bằng lòng ba điều kiện của bản vương, bản vương cũng không tính toán ân oán với ngươi. Thất hoàng tử nói chuyện rất cao ngạo, cũng sinh ra tự tin mãnh liệt. Lăng Hàn kinh ngạc, thất hoàng tử lấy đâu ra lòng tin như vậy, còn bảo hắn đáp ứng ba điều kiện. Đầu tiên, ngươi phải vĩnh viễn quên chuyện hùng cứ thành. Thất hoàng tử không chờ Lăng Hàn bằng lòng hay không, hắn trực tiếp lên tiếng, tự tin tới mức cho rằng Lăng Hàn sẽ không cự tuyệt. Thứ hai, ta muốn người từ bỏ chức vụ phủ chủ ngoại vụ phủ, vĩnh viễn không tiếp xúc hay phát sinh bất cứ chuyện gì với bích tiêu công chúa. Hắn dừng một lúc, hắn nói. Thứ ba, sao thiên văn ngọc ra đây? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lăng Hàn bật cười, điện hạ dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ đáp ứng? Thất hoàng tử không nói, hắn hơi động thân một cái, tầm bí cảnh, hơn nữa còn là tầm bí cảnh đỉnh phong. Ngoài ra, hắn còn dùng niệm lực hóa thành đao phong chém về phía Lăng Hàn lăng hàn sử dụng niệm lực ngăn cản hai đạo niệm lực va chạm với nhau cũng khó phân cao thấp thất hoàng tử hơi khiếp sợ hắn cho rằng mình đột phá tầm bí cảnh thì niệm lực sẽ đè ép lăng hàn mới phải không nghĩ tới niệm lực lăng hàn lại mạnh như vậy hoàn toàn không kém gì mình phải biết rằng lăng hàn chỉ có tu vi minh văn cảnh thật bất khả tư nghị chiến lực lăng hàn kinh khủng như thế dựa vào cái gì lại có tinh thần lực yêu nghiệt như vậy hắn lúc này mới lên tiếng nói bằng việc bản vương chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào tiên đồ đến lúc đó giết ngươi như giết gà ha ha điện hạ không nên làm ta sợ ta nhát gan lang hàn cố ý nói như vậy xem ra thất hoàng tử đã mất đi kiên nhẫn không ngờ lại dùng thủ đoạn uy hiếp cấp thấp như vậy suy nghĩ một chút cũng đúng tuy thất hoàng tử địa vị cao quý là con nối dõi của trần phong viêm nhưng trong tay không nắm giữ thực quyền gì nhiều lắm chỉ dựa vào một ít tài lực nuôi dưỡng tư binh nhưng nếu là tư binh đương nhiên không thể công nhiên lấy ra dùng cho nên, các hoàng tử có thực lực mạnh hơn đã chuẩn bị thế lực rất lớn, có lẽ thực quyền không lớn bằng bốn đại nguyên soái và nghị sự trường. Thất hoàng tử không cần uy hiếp như vậy, hắn muốn vị trí phủ chủ ngoại vụ phủ. Lăng Hàn cười ha ha, nói, ha ha, ta đúng là muốn lệnh giáo thực lực của điện hạ. Lăng Hàn, không được sai lầm, thất hoàng tử lạnh lùng uy hiếp, đây là lần cuối cùng hắn đàm luận với Lăng Hàn, nếu không thành, như vậy hắn không còn bất cứ hy vọng xa vời nào nữa, hắn phải đột phá tiên đồ nhưng sau thừa dịp lăng hàn rời khỏi đế đô mới có thể làm thịt hắn xuất thủ ở đế đô hắn không dám phụ thân hắn là hóa linh chân quân thần niệm mạnh cỡ nào chính bởi vì hiện tại đã biết trần phong viêm chính là cường giả hóa linh cảnh cho nên tâm tình các hoàng tử nổ tung mẹ kiếp ta cũng là nhị thế tổ châu bò hay sao rất nhiều hoàng tử đã đi ra khỏi đế đô đánh cướp các tông môn đối phương cũng không dám đắc tội chỉ có thể bị bóc lột chuyện này làm rất nhiều thế lực bất mãn cũng kháng nghị lên ngoại vụ phủ. Lăng Hàn ung dung nhìn thất hoàng tử, thầm nghĩ mình nên chừng trị tên hoàng tử này, nếu thất hoàng tử nhảy ra đầu tiên, hắn cũng nên khai đao. Điện hạ, 7 ngày trước, người đi qua Giang Minh Tông đúng không? Lăng Hàn lật một hồ sơ vụ án, đột nhiên hỏi. Thất hoàng tử sững sờ, tại sao Lăng Hàn hỏi việc này? Hắn cười lạnh nói, bản vương đi đâu thì đi, cần phải báo cho người biết hay sao? Lăng Hàn mỉm cười, nếu như điện hạ đi thanh lâu sòng bạc gì đó, Ta sẽ không hỏi nhiều làm gì. Nhưng, Điện hạ đi Giang Minh Tông, việc này có liên quan đến ta. Hư, bổn hoàng lười lãng phí thời gian với ngươi. Thất hoàng tử phất tay áo bỏ đi, nếu không thể đồng ý, tự nhiên tan dã trong không vui. Lăng Hàn lách người ngăn cản Thất hoàng tử rời đi, nói: "Bệ hạ có lệnh, giao thế lực tông môn cho ngoại vụ phủ xử lý, Điện hạ lại chạy đi Giang Minh Tông đánh cướp, ha ha, như vậy đã phá hư đại sự, cũng làm người ta cho rằng Huyền Bắc quốc nghèo đến mức không nuôi nổi hoàng tử." Lăng Hàn, thất hoàng tử giận dữ, ngươi cho rằng ta là ăn mày hay vô lại. Hắn điềm nhiên nói, bản vương chính là hoàng tử, người thật to gan, chẳng những chỉ trích bản vương, còn dám ngăn cản bản vương. Lăng Hàn không dây dưa vấn đề này, thản nhiên nói. Nếu bệ hạ đã giao nhiệm vụ cho ta, đương nhiên ta sẽ làm hết phận sự của mình. Ngươi là hoàng tử thì như thế nào, trước mặt quốc pháp cũng không khác gì thứ dân. Ha ha, bản vương muốn xem một chút, người dám thế nào thất hoàng tử đi nhanh về phía trước, lăng hàn xuất thủ, hắn bắt lấy thất hoàng tử, lớn mật, thất hoàng tử hừ một tiếng, hắn xuất trưởng tấn công lăng hàn. Thình thịch, hai người va chạm nhau, thất hoàng tử khiếp sợ, hắn lảo đảo lui về phía sau. Hắn ngạc nhiên đến cực điểm, lăng hàn chỉ là minh văn cảnh nho nhỏ, hắn có tinh thần lực không yếu hơn mình, ngay cả bí lực cũng như vậy. Lăng hàn là minh văn cảnh hay sao? Ha ha, điện hạ tự mình biết sai rồi, chủ động đầu thú, ta rất thưởng thức. Lăng Hàn cười nói, hắn tiếp tục xuất thủ, hắn hiện tại có thể quét ngang tất cả tầm bí cảnh, trừ niệm lực ra, thực lực thất hoàng tử rất phổ thông, hắn làm sao là đối thủ của mình. Thất hoàng tử vội vã lui về phía sau, sắc mặt tái xanh. Hắn hiểu ý của Lăng Hàn, đối phương muốn vụ oan giá họa cho hắn, hắn tới đây uy hiếp Lăng Hàn, kết quả lại biến thành hắn đầu thú. Cốt, hắn thúc lục niệm lực, một đạo phong nhận chém về phía Lăng Hàn. Niệm lực vô hình, chỉ có thể sử dụng niệm lực phát hiện. Tốc độ quá nhanh, trực tiếp chém vào trong thức hải lăng hàn nhưng niệm lực lăng hàn đã mạnh tới mức đáng sợ, hắn hơi thúc giục niệm lực đã có thể đánh tan phong nhận, cũng không bị tổn thương. Thất hoàng tử giống to, hắn thúc giục niệm lực nâng cái bàn, bình hoa bay lên, sử dụng đồ vật tấn công lăng hàn. Lăng hàn không sao cả, không có bảo vật như thiên văn ngọc, niệm lực dưới tiên đồ không đáng sợ, nhất là bản thân mình cũng tu hành niệm lực cực mạnh, nếu đối phương muốn sử dụng niệm lực trực tiếp chém chết thần hồn của hắn, đây là việc không có khả năng. Bành bành bành, Lăng Hàn sử dụng niệm lực ngăn cản. Hưu, lúc này có một tia hàn quang bắn tới, Thất hoàng tử đã sử dụng đòn sát thủ của mình. Chương 4012, bắt người khai đao. Đây là một thanh đoản kiếm, nó chỉ dài 3 tấc, toàn thân màu bạc, mặt trên còn có đường vân đang phát sáng. Đây là pháp khí niệm lực, sau khi thúc dục sẽ có tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh, nhanh đến mức kinh người. Đáng tiếc, Thất hoàng tử còn chưa ném ra, hắn dựa vào niệm lực khu động mặc dù có hiệu quả đánh bất ngờ nhưng tốc độ không thể đạt tới cực hạn, bằng không, tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh rất đáng sợ. Lăng Hàn cười cười, mặc dù hắn ra tay cũng không có khả năng cứu trở về, hắn còn có thể làm việc khác. Hắn há miệng phun ra một thanh kim kiếm, đinh, kim kiếm đâm vào đoạn kiếm, đoạn kiếm hơi cong và đã mất đi chính xác, cũng xẹt qua bên tai Lăng Hàn. Cái gì, thất hoàng tử kinh hãi, người có thể phun phi kiếm ra từ miệng. Ngươi là người gánh xiếc hay sao? thanh đoản kiếm cắm vào cây cột sau lưng lăng hàn, nó vẫn đang lắc lư. Hiển nhiên không phải bảo vật như thiên văn ngọc, bằng không, nặng vạn cân cũng không cần nặng vạn cân, chỉ cần nặng vài cân, sử dụng tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh đập chúng, bảo đảm cột đá cũng tan nát. Đương nhiên, từ kim kiếm va chạm thì biết, thanh kiếm này chỉ nặng chừng hai lượt, rất nhẹ, bằng không cũng không thích hợp sử dụng niệm lực khu động. Kim kiếm phi thường sắc bén, hơn nữa rất kiên cố, nó sẽ không đâm vào trụ đá mà là chém đứt cả trụ đá, cho nên, mặc dù không trân quý bằng thiên văn ngọc nhưng nó cũng là pháp khí niệm lực. Điện hạ, người muốn hành thích phủ chủ ngoại vụ phủ sao? Lăng Hàn tử tốn nói, đây là tội rất nặng, ngoại vụ phủ do Trần Phong Viêm khâm điểm thành lập, nếu truyền ra tin tức thất hoàng tử ý đồ hành thích phủ chủ ngoại vụ phủ, đừng nói hắn không thể nhúng chàm vào hoàng vị, thậm chí bản thân sẽ bị thu đi thân phận hoàng tử, biếm thành bình dân. Hồ ngôn loạn ngữ, thất hoàng tử lạnh lùng nói, người muốn giam cầm bổn vương, Cô Vương chỉ tự vệ mà thôi. A, à, Điện hạ nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Lăng Hàn lại ra tay, hắn đã động thủ thực sự, bộc lộ rõ thực lực, Thất hoàng tử không thể chống lại hắn. Thất hoàng tử cường đại nhất chính là niệm lực, hắn hiện tại chỉ có sử dụng niệm lực làm vũ khí phản kích Lăng Hàn. Đáng tiếc, điểm mạnh nhất của hắn lại không thể làm gì Lăng Hàn niệm lực, song phương đánh ngang tay, nói đến chiến lực, Thất hoàng tử là đối thủ của Lăng Hàn. Không tới 10 chiêu, Thất hoàng tử đã bị Lăng Hàn bắt lấy. Lăng Hàn nghĩ tới hoàng tử này am hiểu niệm lực, nếu trói buộc tay chân hắn, hắn sẽ thoát khốn dễ dàng, hắn cầm lấy mảnh vỡ mộ bia đập vào đầu thất hoàng tử. Ba, thất hoàng tử ôm hận hôn mê. Ngày thứ hai, Lăng Hàn nhốt thất hoàng tử vào trong lồng, đặt trước cổng ngoại vụ phủ thị chúng, cũng ghi rõ tội trạng của thất hoàng tử. Lăng Hàn còn phát ra tối hậu thư với các hoàng tử khác, bảo bọn họ nộp lên những thứ mình đã chiếm đoạt, bằng không, chờ ngoại vụ phủ đến thanh toán, thất hoàng tử chính là vết xe đổ. Sau khi biết được tin tức, Toàn bộ đế đô đều xôn xao. Đối với Lăng Hàn, tất cả mọi người chỉ đánh giá bằng một chữ, đó là phục. Không phục không được, gia hỏa này quá to gan lớn mật, dám ra tay với thất hoàng tử. Phải biết từ khi truyền ra tin tức Trần Phong Viêm chính là Hóa Linh chân quân, dân chúng càng kính ngưỡng thánh hoàng, hóa người Thiên Hải Tinh cũng có tồn tại cường đại như thế. Chính vì như thế, địa vị nhiều hoàng tử nước lên thuyền lên. Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Hàn dám ra tay với hoàng tử? hơn nữa còn không phải chỉ đánh một tận mà là giam lại thị chúng. Ngươi làm như thế, thật sự cho rằng Trần Phong Viêm sẽ nuông chiều ngươi. Đại hoàng tử và các hoàng tử hoàng tôn vô cùng tức giận, bọn họ là một thành viên trong đoàn thể đặc thù, Lăng Hàn dám ra tay với lão thất, hắn cũng dám ra tay với bọn họ. Không thể nhịn, vào thời điểm đế đô xô trào, Lăng Hàn vô cùng nhàn nhã rời khỏi đế đô, hắn đi tới thất sát tông. Đây là tông môn đầu tiên bọn họ ghé thăm, tông chủ tên là Bàng Hải Phong, Hắn là cường giả trúc thiên cơ. Các tông môn quy thuận trước đó, tông chủ chỉ là cường giả trúc nhân cơ, cho nên nếu như lần này có thể thu phục Thất sát tông, việc này có ý nghĩa phi phàm. Ngươi làm thế với Thất hoàng tử, không sợ chọc bệ hạ không cao hứng?" Bích Tiêu công chúa hỏi, hai người đều đi bộ. Kỳ thật Bích Tiêu công chúa hiện tại đã có năng lực ngự khí phi hành nhưng nàng vừa đạt được thanh chiến trùy, đầu tiên, nàng vẫn chưa thể vận dụng thuần thục, thứ hai, mỹ nữ điều khiển chiến trùy phi hành, hình tượng quá cay mắt dù sao ngựa khí phi hành cũng không nhanh hơn nàng đi bộ bao nhiêu chỉ cần không có nhân tố địa hình đi bộ không khác gì phi hành lại nói nàng bay được lăng hàn nên thế nào cùng đi bộ thôi lăng hàn cười ha ha nói không có việc gì bệ hạ rất anh minh khẳng định sẽ thông cảm nỗi khổ tâm của ta bích tiêu công chúa lắc đầu mặc dù bệ hạ vô cùng coi trọng ngươi nhưng ngươi phải biết bệ hạ và thất hoàng tử mới là người một nhà ngươi trung quy chỉ là người ngoài lăng hàn cười đê tiện Trần Phong Viêm dám tức giận với hắn. Luận bối phận, hắn chính là thúc thúc của Trần Phong Viêm, thay Trần Phong Viêm quản giáo một đứa con bất hiếu thì tính là gì? Trần Phong Viêm dám ra tay với hắn, khi hầu ca thoát khốn, bảo đảm sẽ đánh mông vị thánh hoàng này nở hoa. Thế nào, lo lắng cho ta sao? Lang Hàn vừa cười vừa nói, bích tiêu công chúa hừ một tiếng, người tốt xấu gì cũng là phủ chủ ngoại vụ phủ, sợ sau khi người chết, ngoại vụ phủ sẽ biến mất, chẳng phải ta cũng thất nghiệp. Ha ha, quan tâm ta thì nói thẳng đi nhân duyên của ta rất tốt lang hàn cười nói bích tiêu công chúa trợn mắt nói người nhân duyên tốt không nên chọc cười ta có được hay không đi đế đô hỏi xem ai bị người ta hận nhất đáp án nhất định là lang hàn lang hàn hít một tiếng không bị người đố kỵ mới là kẻ tầm thường bích tiêu công chúa gặp Lăng hàn còn có thể dễ dàng như thế nói đùa chỉ có thể cho là hắn quả thật có niềm tin tuyệt đối xử trí thất hoàng tử sự tình cũng sẽ không mang đến cho hắn phiền toái sau khi hai người đi vài ngày, Thất Sát Tông đã nằm ngay trước mặt. Tông môn bình thường hoặc xây dựng trên núi, hoặc xây bên bờ sông, dựa vào núi, ở cạnh sông, Thất Sát Tông lại xây dựng trên bình nguyên, việc này rất kỳ quái. Lần này cũng chỉ có Lăng Hàn và công chúa yêu tộc tới, bọn hắn đi tới cổng, tự báo thân phận, muốn gặp Bàng Hải Phong. Thất Sát Tông đã bao quanh toàn bộ bình nguyên, với tư cách là địa bàn tông môn, nghiêm cấm người thường tới gần, cho dù dân chăn nuôi ở lại nơi này cũng bị ép rời đi. Một lát sau, một nam tử dáng người thon gầy đi tới, hắn nhìn lướt qua hai người lăng hàn, lãnh đạm nói. Gia sư đang bế quan tu luyện, hai vị chờ một năm nửa năm lại tới đây. Một năm nửa năm, lăng hàn cười ha ha, không nên sai lầm, chúng ta đại biểu huyền Bắc Quốc, đại biểu ngoại vụ phủ đến đây, không phải cầu kiến bằng Hải Phong. Bảo hắn đi ra đi, nếu không chúng ta sẽ san bằng thất sát tông. chương 4013, thất sát tông, ánh mắt nam tử biến thành lạnh lùng, nói, thật lớn mật, dám đến thất sát tông dương oai người cũng to gan lắm nơi này chính là lãnh địa huyền bắc quốc khắp thiên hạ đều là vương thổ các ngươi chiếm đất làm vua còn muốn đổ thừa sao lăng hàn khẽ cười nói hư hôm nay thiên hạ chia năm phần thái cổ chân quân cửu linh chân quân lam hỏa chân quân ngân kiếm chân quân và trần phong viêm luận vị trí địa lý chúng ta càng thiên hướng về thái cổ chân quân gia sư cũng đã liên hệ với thái cổ chân quân ít ngày nữa sẽ quy thuận dưới trướng thái cổ tông các ngươi có ý kiến gì thì đi Thái Cổ Tông. Lăng Hàn lắc đầu, ha ha, các ngươi đã đưa ra lựa chọn, cũng phải gánh chịu hậu quả vì lựa chọn của mình. Ta vẫn nói câu vừa rồi, bảo bàng Hải Phong đi ra, ngươi chỉ là tiểu tốt, không nên lãng phí thời gian của ta. Miệng lưỡi xảo quyệt, nam tử hư lạnh, hắn tiến tới gần Lăng Hàn, ngươi cho rằng, thanh danh phủ chủ ngoại vụ phủ có thể dọa ta. Hắn vung trưởng muốn tắt Lăng Hàn, khí tức tầm bí cảnh lộ ra. Lúc nam tử kia tới gần, Lăng Hàn lúc này mới xuất thủ, một đạo sát khí xung kích ập đến, nam tử hơi dừng lại một lúc, hắn có thể ngăn cản Lăng Hàn đấm một quyền hay không? Ầm, hắn bị đánh bay ra ngoài, thủ vệ cổng thấy thế, không người nào không hoảng hốt. Nam tử chính là đại đệ tử của bàng Hải Phong, cũng là thân tín hắn mang ra từ lồng giam, thực lực mạnh mẽ rõ như ban ngày, hiện tại không tiếp được một kích của Lăng Hàn. Quả nhiên, không phải mãnh long không qua sông. Nam tử bò dậy, khóe miệng chảy máu tươi, "Một quyền này là bài học cho ngươi." còn không thức thời ta sẽ giết ngươi lăng hàn lên tiếng tiếng nói không lớn nhưng tràn ngập áp bách nam tử không cam lòng nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối hắn không cam lòng thì có thể làm gì ha ha lăng tiểu bằng hữu làm gì hùng hổ dọa người như thế trong tiếng cười dài một bóng người bay tới giống như phi tiên đó là nam tử thân thể cao lớn vô cùng khôi ngô trên tầm còn có dâu quai nón cảm ứng khí thức cường đại của đối phương lăng hàn lập tức hỏi Bàng hải phong Nam tử khôi ngô hừ lạnh một tiếng, nói, minh văn cảnh nho nhỏ, dám gọi thẳng tục danh của bổn tòa. Kẻ yếu gọi thẳng tên cường giả, đây là tối kỵ trong võ đạo. Hắn nhìn chằm chằm vào lăng hàn, khí thức phun trào áp bức lăng hàn. Không tuân chỉ lệnh thánh hoàng, còn cần kính ngươi, bích tiêu công chúa nói, đồng thời dùng khí thức bản thân che chở lăng hàn. Oanh, khí thức va chạm, bàng hải phong chiếm ưu thế, bích tiêu công chúa phòng ngự không khó khăn. Bàng Hải Phong nhìn chằm chằm vào Bích Tiêu công chúa, Ánh mắt hắn đầy tham lam, trong lồng giam ít nữ nhân, ngẫu nhiên xuất hiện một mỹ nữ đều bị cường giả thu đi, muốn thu làm đệ tử hoặc là nhân sủng tư nhân, khẳng định không có quan hệ với hắn. Sau khi thoát ra khỏi lồng giam, chuyện đầu tiên hắn làm chính là trắng trợn cưới thiếp, cưới một hơi hơn 30 mỹ nữ, mỗi ngày đổi một người, một tháng không có bỏ sót ai. Nhưng nữ nhân bình thường làm sao có thể so sánh với bích tiêu công chúa, huống chi còn là cường giả tiên đồ chỉ mới vào trúc cơ, chẳng phải đưa tới cửa cho hắn chơi hay sao? Bàng Hải Phong cười lạnh, Trần Phong Viêm chỉ là hóa linh chân quân, lại dám xưng là Thánh Hoàng, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thánh Hoàng, Đại Đế, Tổ Vương, đây là xưng hô của bọn họ, chỉ có tồn tại mạnh nhất mới xứng như thế. Bàng Hải Phong, ít nói lời vô ích, hoặc là dâng thư xin hàng, hoặc là bị diệt, tự chọn một cái đi. Lăng Hàn nói chuyện đầy bá khí, Bàng Hải Phong suýt tức điên, hai tên tiểu quỷ này dám mở miệng uy hiếp mình đúng là tiểu quỷ không biết sống chết hắn xuất thủ bắt lấy lăng hàn và bích tiêu công chúa chủ yếu là nhằm vào bích tiêu công chúa chỉ là minh văn cảnh trong mắt hắn cho dù có chiến lược tầm bí cảnh cũng không khác gì cặn bã bích tiêu công chúa vũ trang toàn thân cũng mặc chiến giáp lên người trong tay cầm chiến chùy nghinh đón bàng hải phong ầm um, chỉ một kích bàng hải phong bị đẩy lui cái gì bàng hải phong mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được hắn chính là cường giả trúc cơ thứ nhị giai tu gia thiên đạo cơ chiến lực hoàn toàn nghiền áp bích tiêu công chúa mới đúng tại sao lại bị đối phương đẩy lui chiến giáp hắn cũng không phải đồ đần hắn đoán được nguyên nhân trong mắt đầy tham lam pháp binh chân quý nhưng nguyên bộ chiến giáp càng chân quý hơn nữa không phải gấp đôi gấp ba mà là mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần ha ha cảm ơn các ngươi hắn xuất thủ lần nữa lòng tin ngập trời cho dù bích tiêu công chúa mặc chiến giáp nhưng kém một cảnh giới hắn vẫn tin tưởng nhất định có thể chiến thắng. Tiểu cô nương, tu ra thiên đạo cơ không chỉ thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn chính là cấp độ nghiền áp. Bàng Hải Phong cười nói, trong người xuất hiện tảng đá màu vàng, trên đó mang theo các hoa văn huyền ảo. Đây chính là thiên đạo cơ thạch của hắn, vừa vận chuyển đã bộc phát khí tức khủng bố giống như thiên địa áp chế. Lúc bình thường, cường giả trúc thiên cơ hoàn toàn nghiền ép võ giả vừa mới trúc cơ, đây là nghiền áp về cấp độ, tranh lệch giữa hai người rất lớn nhưng khí thế của bích tiêu công chúa không suy yếu chút nào, nàng vẫn đứng ngạo nghễ, vung vẩy chiến trùy, điện mang kinh khủng bộc phát giống như lôi thần hàng lâm nhân gian. Bàng hải phong lộ ra vẻ mặt khó tin, tại sao có thể như vậy? Chiến giáp chỉ tăng lực phòng thủ nhưng tuyệt không có khả năng tăng cấp độ sinh mệnh. Ta sử dụng thần thạch trúc cơ, làm sao có khả năng bị thiên đạo cơ thạch áp chế? Bích tiêu công chúa nói, thần thạch, bàng hải phong cắn răng, tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, hắn sinh ra trong lồng giam, có thể sống đã không dễ dàng huống chi còn bước vào tiên đồ dựng thành thiên đạo cơ thạch có thể trong điều kiện giới hạn hắn làm sao chiếm được trúc cơ thần thạch nếu không thần thạch trúc cơ lại thêm thiên đạo cơ hắn còn không sợ cường giả cực đạo bích tiêu công chúa không nói thêm lời nào vung chiến trùy tấn công bang hải phong phản kích hắn là cường giả trúc thiên cơ nếu bị tiểu bối trúc nhân cơ áp chế hắn làm sao còn mặt mũi gặp người sau khi bước vào tiên đồ mỗi một cảnh giới tranh lệch lớn như rãnh trời cho dù là thiên tài tam tinh, tứ tinh, nếu như không dựa dẫm ngoại vật cũng khó chiến đấu vượt cấp. Hắn là trúc thiên cơ đỉnh phong, bích tiêu công chúa lại là trúc nhân cơ, hắn vốn có thể dùng một tay chân áp. Nhưng bích tiêu công chúa sử dụng chiến giáp, pháp binh đền bù lực lượng không đủ, thậm chí lực phòng ngự cực mạnh, người sử dụng thần thạch làm người hạch tâm đạo cơ, nàng không sợ bị thiên đạo cơ thạch áp chế. Hai người đối kháng lẫn nhau, bích tiêu công chúa không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại còn nắm giữ ưu thế. Hai lớn cường giả tiên đồ đại chiến, cho dù là Lăng Hàn cũng không nhìn rõ lắm, sau khi mở nhãn thuật quan sát, hắn chỉ thấy hai bóng người đang di động. chương 4014, đánh chết, hai đại cường giả tiên đồ đại chiến, Lăng Hàn cũng không thể nhúng tay, lúc này hắn đứng chắp tay nhìn chằm chằm vào thất sát tông. Dừng lại, thất sát tông người vội vàng kêu lên, Lăng Hàn thản nhiên nói, ta chính là phủ chủ ngoại vụ phủ huyền Bắc Quốc, hiện tại thay trời làm việc, tuyên bố thất sát tông là tổ chức phi pháp. Ban lệnh thủ tiêu, các người lập tức giải tán, thành thật làm người, có thể bảo vệ tuổi già bình an. nếu không, dùng tội phản quốc giết chết. ngươi là thứ gì? ngươi nói phi pháp là phi pháp. ngươi nói thủ tiêu liền thủ tiêu. một người kêu lên, lăng hàn nhìn sang người này, nói khẽ, chết. một thanh kim kiếm từ bắn ra khỏi miệng hắn, phốc, kim kiếm đâm vào ngực người này, sau đó xuyên thấu ra phía sau. với thực lực của hắn hiện tại, miêu sát tầm bí cảnh phổ thông quá đơn giản. âm trên mặt người kia vẫn mang theo biểu lộ không dám tin, nhìn đám người ngơ ngác, thân thể lại ngã về phía sau, máu tươi chảy ra như suối. Tông chủ đại nhân đang kịch chiến với người khác, tin tức này cũng kinh động người trong tông môn, bọn họ chạy tới cổng, rất nhiều người nhìn thấy cảnh này, bọn họ đổ mồ hôi lạnh. Tại sao miệng có thể phun kim kiếm? Trong truyền thuyết có kiếm tiền lấy thân dưỡng kiếm, thật sự có thể phun phi kiếm, giết người ngoài ngàn dặm. Lăng Hàn chỉ là minh văn cảnh, cách tiên quá xa. Ta đếm đến ba, người nào còn lưu lại trong thất sát tông giết chết bất luận tội lang hàn từ tốn nói một hắn bắt đầu đếm giọng nói hùng hồn truyền khắp toàn bộ thất sát tông nhưng hắn đếm rất chậm cũng cho mọi người thời gian rời đi hai chậm thì chậm nhưng cũng sẽ không nửa ngày mới đếm tiếp đám người trước mặt giải tán không có bàng hải phong tỏa chấn thất sát tông chỉ là đám ô hợp tông môn vừa thành lập không bao lâu bàng hải phong chỉ mang theo ba người trong lồng giam ra ngoài hắn chỉ mới thu những người còn lại cho nên không có bao nhiêu lực ngưng tụ. Đại nạn lâm đầu, đương nhiên tự mình chạy trốn. Nếu như bàng hải phong trốn qua kiếp nạn này, bọn họ sẽ quay về, dù sao đứng dưới đại thụ hóng bóng mát, hiện tại cường giả xuất hiện như mưa, không vào tiên đồ, cho dù là tầm bí cảnh cũng rất thê thảm. Ba, Lăng Hàn nhìn khắp nơi, toàn bộ thất sát tông không còn một người. Hắn cười nhạt một tiếng, vấn đề hiện tại chính là bàng hải phong, nhất định phải xử lý người này, nếu không hiện tại cho người đuổi người đi, dùng không bao lâu, thất sát tông sẽ cho tàn lại cháy. Hai đại cường giả tiên đồ chiến đấu rất kịch liệt, qua nửa ngày sau, tốc độ của hai người cũng chậm lại, không có biện pháp, cho dù là cường giả tiên đồ cũng không có lực lượng dùng mãi không hết, sẽ có thời điểm hao hết. Cho dù hao hết lực lượng, bọn họ vẫn là cường giả tiên đồ, một kích tùy ý có thể oanh sát tầm bí cảnh, vẫn không phải lang hàn có thể nhúng tay. Bàng hải phong kêu to, hắn không chịu nổi, đối thủ có chiến giáp cung cấp lực lượng liên tục, tiêu hao nhỏ hơn hắn, hơn nữa chiến giáp cung cấp lực phòng ngự quá cường đại, hắn không thể công phá, cho nên kéo dài càng lâu hắn càng bất lợi. Hắn quyết định trốn, đầu nhập vào một tên cường giả sinh đan cảnh. Hóa linh chân quân đã xuất hiện, hắn đầu nhập vào một tên sinh đan cảnh cũng không phải chuyện mất mặt, mạnh được yếu thua, đây là lựa chọn sáng suốt. Lăng Hàn nhìn rất rõ ràng, trong tay hắn sớm cầm Thiên Văn Ngọc, hơn nữa đã hoàn thành áp súc, lúc nhìn thấy Bàng Hải Phong quay người thì hắn vung tay, xèo, Thiên Văn Ngọc bay ra ngoài. Được niệm lực thôi thúc liền đạt tốc độ gấp 12 lần vận tốc âm thanh. Nếu như Bàng Hải Phong đang ở trạng thái toàn thịnh như vậy, Lăng Hàn không thể nắm lấy tung tích của hắn. Không thể nắm lấy tung tích thì tấn công cái gì? Nhưng lực lượng Bàng Hải Phong hiện tại đã tiêu hao 78 phần, Lăng Hàn mở nhãn thuật ra, bắt được vị trí yếu ớt của hắn, xoát, Thiên Văn Ngọc bay thẳng vào sườn trái Bàng Hải Phong. Bàng Hải Phong muốn chạy trốn, đột nhiên hắn cảm thấy hồi hộp, theo bản năng đưa tay nhấn một cái. Ầm, um, Thiên Văn Ngọc đập vào tay hắn máu tươi bắn tung tóe bàng hải phong kêu thảm thiết gương mặt biến thành trắng bệch thật sự quá đau đớn thiên vân ngọc đánh nát năm ngón tay của hắn tiểu xúc sinh chết tiệt bản tọa muốn giết ngươi bàng hải phong mắng to hắn vạn vạn không ngờ rằng đường đường cường giả trúc thiên cơ lại bị minh văn cảnh nho nhỏ đánh lén đắc thủ hơn nữa còn đứt gãy năm ngón tay không có thánh dược năm ngón tay của hắn vĩnh viễn không khôi phục ngươi không thể giết ai cả bích tiêu công chúa lạnh lùng nói nàng mặc ngân giáp giống như nữ chiến thần vung chiến truy tấn công bàng hải phong căn bản không cho hắn cơ hội công kích lăng hàn bàng hải phong đã nỏ mạnh hết đà hiện tại lại bị đánh tàn phế một cánh tay tâm thần hắn đại loạn bị bích tiêu công chúa oanh kích liên tục hắn không ngừng nôn ra máu lại lo nghĩ phá vòng vây bích tiêu công chúa đã phát động công năng gia tốc tốc độ của nàng cũng nhanh hơn hắn trong mắt hắn đỏ bừng biết mình khó tránh một kiếp hôm nay hắn có giác ngộ như vậy nên không thèm quan tâm không để ý bích tiêu công chúa công kích hắn lao thẳng về phía lăng hàn hắn muốn kéo tên tiểu bối này làm đệm lưng, đường đường cường giả trúc thiên cơ lại kéo một tên minh văn cảnh làm đệm lưng. Nếu việc này truyền đi, khẳng định sẽ biến hắn thành trò cười lớn, bàng hải phong lại hận lang hàn thấu xương, hắn lại không thể tổn thương bích tiêu công chúa, hắn muốn kéo một người làm đệm lưng, người đó nhất định là lang hàn. Hắn lấy thiên đạo cơ thạch ngăn cản bích tiêu công chúa công kích, hắn có thể tranh thủ được một ít thời gian, chỉ cần hắn phất tay là có thể giết lang hàn. Oanh, hắn tấn công lang hàn, một kích này ngưng tụ tất cả oán hận của hắn, chẳng những có sức mạnh to lớn của cường giả trúc cơ, dung nhập niệm lực của hắn, dẫn động năng lượng tầng thứ cao hóa thành một bàn tay hỏa diễm. Chết, hắn cắn răng quát lớn, nhất định phải nhìn thấy lăng hàn hóa thành bùn máu, thiêu cháy thành cho bụi. Phanh, một kích này làm thiên địa chấn động, thật xấu hổ, làm người thất vọng, trong đám năng lượng cuồn cuộn, giọng nói của lăng hàn vang lên. Cái, cái gì, bang hải phong không thể tiếp nhận, cho dù thực lực hắn giảm xuống, hắn vẫn có thể tùy ý miểu sát bất cứ võ giả nào dưới tiên đồ âm bích tiêu công chúa không khách khí với hắn nàng xuất một kích đánh bằng hải phong gần chết tông chủ thất sát tông nguyễn cưỡng bỏ dậy hắn nhất định phải xem rõ ngọn ngành bằng không hắn chết không nhắm mắt hắn nhìn thấy lăng hàn đang đứng cách đó không xa trên người mặc chiến giáp màu vàng lấp lánh khốn kiếp hắn tuôn ra lời thô tục cuối cùng trong đời sau đó lại ngã xuống đất hắn có thể trèo chống tới hiện tại là vì chấp niệm không tiêu trên thực tế sinh cơ đã biến mất lại là một bộ chiến giáp, chết tiệt, chẳng lẽ bảo vật như vậy đã biến thành rau cải trắng trên đường cái, ngay cả Minh Văn Cảnh cũng có thể mặc một bộ. Lăng Hàn cười cười, may mắn lực lượng bằng hải phong đã hao hết, nếu không cường giả trúc thiên cơ phản kích khi sắp chết, cho dù hắn mặc áo giáp cũng không may mắn thoát khỏi. Ngay cả như vậy, hắn cũng đau đớn khắp toàn thân. Lần sau không chơi lớn như vậy nữa, khốn kiếp, suýt nữa chơi mất cả mạng nhỏ. Trường 4015, tiên dược nhất tinh lăng hàn nghỉ ngơi một hồi hắn liên thủ với bích tiêu công chúa san bằng thất sát tông đương nhiên trước khi san bằng bọn họ sẽ cướp sạch bảo khố đương nhiên cũng phải nộp lên quốc khố nhưng nộp lên bao nhiêu lại do hai vị phủ chủ như bọn họ quyết định lăng hàn mới phát hiện bàng hải phong xây dựng thất sát tông không xây dựng dựa vào núi dựa vào nước là có đạo lý bởi vì nơi này có một gốc tiên dược đương nhiên không phải mẫu thụ hơn nữa cho dù bàng hải phong thật đạt được mẫu thụ hắn cũng không dám chiếm thành của mình mà là hiến cho cường giả tránh rước họa vào thân đây là tiên dược nhất tinh bởi vì có quan hệ thân thích đây là con cháu đời thứ bảy của mẫu thụ lại muốn khai chi tán diệp nó không có tư cách xưng là tiên dược mà là linh dược bảo quả hai thứ này giống như rớt ra khỏi tiên đồ chúc cơ cảnh ăn vào cũng không có chỗ tốt gì long tiên xích dương quả bích tiêu công chúa biết hàng lập tức kêu lên lăng hàn gật đầu hắn đã xem qua giới thiệu của không ít tiên dược bởi vậy hắn nhận ra lai lịch của gốc tiên dược nhất tinh trước mặt. Nó vừa kết thành trái cây, cần thời gian vài chục năm mới chín. Hắn nói, tiên dược trưởng thành chậm, nở hoa kết trái chậm, trái cây thành thục cũng chậm, từ nở hoa đến kết quả, chờ một hai trăm năm cũng là việc bình thường. Khó trách bằng hải phong ở chỗ này lập tông, dụng ý chính là vì ẩn giấu cái này gốc tiên dược. Bích tiêu công chúa nói, tiên dược yêu cầu hoàn cảnh sinh sống rất cao, Bàng hải phong không dám cây ghép, sợ làm chết tiên dược. Lăng Hàn gật đầu, vậy ngươi không sợ chúng ta cấy ghép tiên dược, tiên dược cũng chết hay sao? Bích tiêu công chúa hỏi, đó là vấn đề, Lăng Hàn cao mày, nếu mang tiên dược về đế đô, có khả năng tiên dược tử vong rất cao, hơn nữa, trái cây trên tiên dược cần thời gian vài chục năm mới chín, đây là thời gian dài đằng đẵng. Được rồi, lưu nó lại đây đi, thời gian trái cây chín quá lâu, biến số nhiều lắm. Cuối cùng hắn từ bỏ ý định cấy ghép tiên dược, hắn vô cùng hoài niệm hắc tháp, trước kia phát hiện linh dược, chỉ cần cấy ghép vào trong hắc tháp nhưng bây giờ hắn chỉ còn lại nguyên hồ lô, mặc dù có thể thu nạp vật sống nhưng nếu dùng trồng tiên dược, hiệu quả sẽ không tốt. Ai, hai người xử lý nơi này một lúc, chủ yếu là ẩn giấu tiên dược, hiện tại Thất Sát Tông đã biến thành phế tích, lại không thể bảo đảm không có người chạy tới thử thời vận, tìm kiếm bảo vật đánh mất. Đừng nhìn vài chục năm rất dài nhưng trúc cơ cảnh có thể sống ngàn năm, cho nên đối với Bàng Hải Phong, vài chục năm là chút lòng thành. Thật không biết chúng ta có cơ hội này hay không. Bích tiêu công chúa cảm khái. Hiện tại phong vân biến ảo, cường giả trong lòng giam xuất hiện, trần phong viêm không thể giống như lúc đầu sử dụng thực lực trấn áp thiên hạ, về sau thế giới này không biết sẽ biến thành dáng vẻ gì. Hiện tại là ngũ cường cắt cứ nhưng người có dã tâm khẳng định sẽ bành trướng theo thời gian, ai biết xuất hiện náo động lớn lúc nào. Không cần bi quan như thế, mười mấy năm sau, nói không chừng chúng ta đã trở thành hóa linh chân quân, đã trướng mắt gốc tiên dược nhất tinh này. Lang Hàn cười nói, bích tiêu công chúa trợn mắt, Ngươi cho rằng tiên đồ dễ dàng tu luyện giống như minh văn cảnh hay sao? Sau khi bước vào tiên đồ, 10 năm có thể lấy tiến bộ nhỏ bé cũng cực kỳ khó khăn. Ồ, Lăng Hàn cười một tiếng, ta nghe nói, người hiện tại là trúc nhân cơ sơ kỳ, khi tiên đạo cơ thạch hoàn thiện, chậm rãi vượt qua trung kỳ, hậu kỳ, thẳng tới viên mãn. Bích tiêu công chúa nói, cái gọi là tiến bộ nho nhỏ, bắt đầu từ sơ kỳ đến trung kỳ, trung kỳ đến hậu kỳ. Cho nên, chỉ là đạt tới trúc nhân cơ đỉnh phong cũng cần thời gian mười mấy năm. Sau đó còn phải xây thiên đạo cơ, xây cực đạo cơ, sau khi tu hành hai cảnh giới này hoàn mỹ mới có một chút hy vọng đúc tiên đỉnh, bước vào bậc thang thứ hai của tiên đồ. Người còn cho rằng vài chục năm là có thể trở thành hóa linh chân quân sao. Bích tiêu công chúa lắc đầu, đừng nói hóa linh chân quân, cho dù cường giả sinh đan cảnh, có người nào không khổ tu cả ngàn năm. Lăng Hàn cười ha ha, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, ăn tiên dược như củ cải, thời gian vài chục năm, nói không chừng có hy vọng trở thành hóa linh chân quân. Bích tiêu công chúa bó tay, ra hỏa này lấy tự tin ở nơi nào. Được rồi, mặc kệ hắn. Hai người sử dụng mạng tinh đằng truyền tin tức thất sát tông hủy diệt ra ngoài, lập tức chấn động tất cả tông môn. Huyền Bắc Quốc lại muốn gây chuyện, rõ ràng là ngũ cường chia cắt thiên hạ, ngoại vụ phủ lại cao điệu như thế, chẳng phải không đặt các cường giả khác vào trong mắt hay sao. Lúc hai người lăng hàn đi tới tông môn kế tiếp, tông chủ nơi đó lập tức dâng thư hàng, biểu thị sẽ tuân thủ luật pháp huyền Bắc Quốc, khi đám người lăng hàn đi tới tông môn thứ ba, hắn thấy người nơi này đã dọn đi. Hiển nhiên, không thể trêu vào, ta trốn không được sao. Lăng hàn tìm một người, người nơi này đúng là hung ác, chẳng những dọn sạch bảo khố, cũng đào hết dược biển, hoàn toàn không lưu lại bất cứ đồ tốt gì cho hai người lăng hàn. Hai người tự nhiên giận dữ, cũng san bằng xác giống tông môn này thành bình địa. Bọn họ không ngừng càn quét, có thuận lợi thu nạp, cũng có người đi nhà chống nhưng cũng có nơi chống cự, hơn nữa còn mời cường giả trúc cực cơ tỏa chấn, đây là cường giả bích tiêu công chúa không chống nổi, chỉ có thể mang theo lăng hàn trốn. Cũng phải, bọn họ đi ngang qua, nội tình của bọn họ cũng bị người ta nhìn rõ, muốn dựa vào chiến giáp là không thể nào. Về đi, thu hoạch lần này cũng không nhỏ, hai người quay lại đế đô, chuyến đi lần này thu nạp bốn tông môn, hù chạy năm tông môn, diệt một, chiến tích vô cùng kinh người. Sau khi quay về đế đô, Lăng Hàn mới nhớ tới còn có chuyện thất hoàng tử, hắn bảo người tới hỏi xế chiều ngươi rời đi thất hoàng tử bị nhị hoàng tử cứu trở về đi liên tuyết dung nói a à, lăng hàn kinh ngạc đám người đại hoàng tử dám chạy tới ngoại vụ phủ cướp người chúng ta ra sức chống cự nhưng thực lực đám người đại hoàng tử quá mạnh thứ hai dù sao bọn họ cũng là hoàng tử chúng ta có cố kỵ nên bọn họ cũng đắc thủ liên tuyết dung lắc đầu lăng hàn gõ bàn một cái nói ta có dự định giết gà dọa khỉ nhưng bây giờ chẳng những không có dọa khỉ còn bị khỉ cưỡi lên đầu lăng hàn dù sao bọn họ cũng là con của thánh hoàng, chúng ta có thể không cần náo quá căng thẳng với bọn họ hay không?" Liên Tuyết Dung khuyên nhủ, nàng làm sao nghĩ tới, một người được nàng mang từ nơi nhỏ bé tới đây, hiện tại đã đứng ở độ cao như vậy. "Từ khi ta bắt thất hoàng tử, quan hệ đã căng thẳng rồi." Lăng Hàn cười cười, nói, "Hiện tại ta quay về chơi đùa với bọn họ, tin tưởng, không cần ta đi tìm bọn họ, bọn họ nghe được tin tức cũng tìm tới cửa." Chương 4016: Hoàng tử vây công lăng hàn đoán không sai thất hoàng tử bị bắt bị trói trước cổng ngoại vụ phủ đã dẫn tới các hoàng tử thù hận vui buồn có nhau bọn là một chỉnh thể đều được gọi là hoàng tử lăng hàn dám động tới thất hoàng tử màng ý nghĩa cũng dám động đến bất cứ người nào trong bọn họ các hoàng tử cao cao tại thượng làm sao không giận phản rồi chỉ là hạ thần cho dù được phụ hoàng ân sủng lại có thể cưỡi lên đầu bọn họ phụ hoàng của bọn họ là hóa linh chân quân là tồn tại mạnh nhất trên tinh thể cho dù bốn hóa linh chân quân liên thủ cũng không làm gì được Trần Phong Viêm, thực lực hắn mạnh cỡ nào. Cho dù các hoàng tử bọn họ đánh nhau kịch liệt cỡ nào, thời điểm đối địch, bọn họ nhất trí với nhau. Bởi vậy, khi biết được tin tức lăng hàn về đế đô, sáng sớm ngày thứ hai, các hoàng tử đã dẫn thủ hạ tới. ầm um, cửa lớn ngoại vụ phủ bị đánh nát, các hoàng tử không hề cố kỵ, nghênh ngang xông vào. Lăng hàn vừa kết thúc tu luyện, sau khi đạt được thông báo liền đi vào đại đường. Lúc này, đám người hồi nhị, Hiền viên định quốc đang rằng co với các hoàng tử song phương dương cung bạt kiếm lúc nào cũng có thể bộc phát loạn chiến lăng hàn sải bước đi vào cao mày nói các ngươi xem nơi này là nơi nào chợ bán thức ăn sao lăng hàn tam hoàng tử mở miệng hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng hàn hắn trước bị lăng hàn cự tuyệt hắn xếp người vào từ đó hắn đã bất mãn với lăng hàn hơn nữa đỏ mắt chất béo của ngoại vụ phủ dần dần rốt cục cũng bộc phát trong sự kiện lần này ngươi có biết tội của ngươi không Lăng Hàn cười ha ha, ta có tội gì, hoàng tử cao quý cỡ nào, người lại dám cầm tù hoàng tử, nhục nhã trước mặt mọi người. Tam hoàng tử hừ một tiếng, nói, trong mắt người còn có hoàng thất không, còn có phụ hoàng không? Ý có phụ hoàng ân sủng, người liền dám làm loạn, thật sự cho rằng thiên hạ này là họ lang sao? Tứ hoàng tử cũng nói, thiên gia cao cao tại thượng, người có thể xúc phạm hay sao? Còn không quỳ xuống, cửu hoàng tử quát, lăng hàn lắc đầu. Các ngươi không nhìn thấy luật pháp đế quốc đã nói, hoàng tử phạm pháp cùng tội với thứ dân hay sao? Vừa vặn, hôm nay các người đều tới đây, cũng tiết kiệm ta đi một chuyến, bắt toàn bộ các ngươi và cùng xử phạt. Hắn vừa nói ra lời này, các hoàng tử suýt nổ tung. Bọn họ đã từng bị trừng phạt bao giờ? Lăng Hàn, người thật cuồng vọng, nhị hoàng tử mở miệng, đại hoàng tử không có ở nơi này, hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, với tư cách thủ lĩnh và đại biểu cho nhiều hoàng tử, hắn phất tay sẽ có nhiều hoàng tử đứng ra nói chuyện. Cô vương muốn ngươi lập tức từ chức phủ chủ ngoại vụ phủ, tìm hiền nhân khác thay thế. Nếu không, chúng ta sẽ quyết định giúp ngươi." Lăng Hàn bật cười, "Thế nào, các ngươi còn muốn bắt ta, muốn ép ta in dấu tay sao?" Lăng Hàn, lần này ngươi thật sự quá mức, dám can đảm nhục nhã hoàng tử, việc này đã mạo phạm thiên uy, cho dù bầm thay ngươi thành vạn đoạn cũng không đủ." Nhị hoàng tử thản nhiên nói, "Nể tình phụ hoàng xem trọng ngươi, chúng ta mới quyết định cho ngươi một cơ hội, không nên sai lầm." Lăng Hàn bẻ bẻ cổ tay, hoạt động tay chân một chút, nói. Vậy thì bớt nói nhảm, tới đi, hôm nay thúc gia ta sẽ thay mặt phụ thân giáo huấn các ngươi. Khốn kiếp, gia hỏa này điên rồi sao? Nhiều hoàng tử vừa giận vừa không hiểu, tiểu tử này dám ngang nhiên chiếm tiện nghi của bọn họ. Thúc gia, muốn chết, tính tình cửu hoàng tử rất táo bạo, hắn là người vào tới đầu tiên. Hoàn cảnh thiên địa biến hóa, hoàng thất chiếm cứ dược điền kinh người, tự nhiên cực kỳ có lợi. Phải biết năm đó Trần Phong Viêm còn làm thái tử Vương Triều, hắn làm sao không hiểu về thiên hải tinh. Cho nên, hắn đóng đồ ở đây, tuyệt không phải tùy tiện bố trí. Trước mắt tiên dược khó cầu, bảo dược phổ thông không lọt vào mắt hoàng thất, bởi vậy, các hoàng tử thực lực cao đều bước vào tầm bí cảnh, chỉ kém vượt qua tiên môn. Cửu hoàng tử cũng là tầm bí cảnh, hắn xuất ra một quyền cực kỳ trầm ổn, kinh phong đánh nát gạch dưới chân. Lăng Hàn đi bộ nhàn nhã, mặc dù cửu hoàng tử rất mạnh, hắn còn chưa đủ tư cách xưng là thiên tài nhất tinh, hắn căn bản không cần đặt trong lòng. Hắn tùy ý nghênh kích, cũng cực kỳ nhẹ nhõm. Các hoàng tử khác chấn kinh, mặc dù đã nghe thất hoàng tử nói lăng hàn yêu nghiệt, dù sao cũng chưa từng thấy qua, bọn họ càng có khuynh hướng do bích tiêu công chúa xuất thủ, dù sao người ta là cường giả tiên đồ. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết người ta mạnh cỡ nào. Lão bát, lão thập, các ngươi đi hỗ trợ, nhị hoàng tử trầm giọng nói tốt, lại có hai tên hoàng tử gia nhập chiến đoàn, vây công Lăng Hàn. Nhưng chỉ có ba người, đủ đền bù tranh lệch chiến lược với Lăng Hàn hay không? Nghĩ hay lắm, thấy ba người cùng vây công cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn lâm vào hạ phong, sắc mặt nhiều hoàng tử càng khó coi. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, Lão Thất, các người cùng tiến lên. Nhị hoàng tử phất tay, hắn xuất động vương bài mạnh nhất. Năm tên hoàng tử cùng hành động, cùng tiến lên vây công Lăng Hàn thất hoàng tử am hiểu niệm lực bởi vậy họ không giết vào trong mà là dùng niệm lực tấn công lăng hàn thất hoàng tử có uy hiếp còn lớn hơn các hoàng tử khác lăng hàn quyết định xử lý thất hoàng tử trước cảm giác bị người ta bắn lén quá khó chịu hắn trực tiếp giết tới hé miệng đồng dạng phun ra một thanh kim kiếm ngươi còn dám thả phi kiếm một khi hắn nghiêm túc chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều căn bản không phải tám tên hoàng tử có thể địch nổi dám người hồi nhị Hiên viên định quốc không phải không biết Lăng Hàn yêu nghiệt, Lăng Hàn hiện tại quá trâu bò, một minh văn cảnh áp chế tám tầm bí cảnh, hơn nữa còn là con trai của Trần Phong Viêm. Hổ phụ không khuyển tử, các hoàng tử bài danh cao đều rất mạnh. Nhị hoàng tử cắn răng, không thể không gia nhập chiến đoàn. Nhưng mà, hắn gia nhập cũng không có tác dụng gì. Lăng Hàn dùng một đánh chín vẫn chiếm thế thượng phong, trên thực tế hắn còn chưa sử dụng đại chiêu, nếu không, không nói miểu sát những hoàng tử này, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Càng nhiều hoàng tử gia nhập chiến đoàn, chiếm cứ không gian càng lớn, 10 người vây công đã là hạn mức cao nhất, hơn nữa, cũng chỉ có hoàng tử bài danh cao mới mạnh, những kẻ khác phần lớn đều là khai khiếu cảnh, căn bản không tiếp nổi một quyền của Lăng Hàn. Lăng Hàn không kiên nhẫn nữa, dừng tay, một tiếng hử lạnh vang lên, cảm giác áp bách ập tới. Ông, mọi người cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhiều người cảm thấy không thể tập trung tinh thần. Có một siêu cấp cường giả đến, xeo, một bóng người hạ xuống, sau lưng có ánh sáng màu xanh. Đại hoàng tử, tiên thiên thần thể, quả nhiên cường đại. Không đúng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, nguyên nhân không chỉ là tiên thiên thần thể. Phanh, Lăng Hàn dùng một quyền đánh bay các hoàng tử, lúc này cười nói với đại hoàng tử. Hóa ra điện hạ đã bước vào tiên đồ, thật đáng mừng. chương 4017, hóa giải, nếu không phải bước vào tiên đồ, cho dù là đại hoàng tử hay là tiên thiên thần thể cũng không có áp lực kinh người như thế. Đại hoàng tử hư một tiếng, Lăng Hàn, người thật to gan lớn mật, nhiều hoàng tử vây công như thế, người còn muốn ngoan cố chống lại. Chẳng lẽ người không biết, hoàng vị cuối cùng cũng có một ngày sẽ rơi xuống đầu một trong những người chúng ta hay sao, người lại không nghe hiệu lệnh, đây là đạo của thần tử sao? Lăng Hàn cười ha ha, ta phụng lệnh của bệ hạ trưởng quản ngoại vụ phủ, tất cả sự kiện liên quan đến tông môn đều phải trải qua tay của ta, mấy vị hoàng tử liên tiếp đi tống tiền những tông môn kia, bại hoại danh dự đế quốc ta có thể làm như không thấy đây không phải lý do người bắt giữ hoàng tử. Đại hoàng tử quát, lang hàn mỉm cười, đương nhiên là thế, pháp không nghiêm thì làm sao chỉ thiên hạ. Lại nói, hiện tại là bệ hạ ngồi lên hoàng vị, không có truyền vào trong tay các vị điện hạ, cho nên muốn la lối om sòm tới ta, các ngươi nên chờ thêm vài năm. Dựa vào, gia hỏa này dựa vào cái gì mà cuồng ngạo như vậy? Nhiều hoàng tử tức giận, người chỉ là một thần tử, tại sao lại có dáng vẻ giống thái thượng hoàng như thế? Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Lăng Hàn đúng là Thái Thượng Hoàng, dù sao hắn cao hơn Trần Phong Viêm một bối phận. Đại Hoàng tử không còn kiên nhẫn. Lăng Hàn, cô vương hết sức xem trọng ngươi, thế nhưng ngươi lại làm cô vương thất vọng. Hắn vươn tay bắt lấy Lăng Hàn, cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt cỡ nào, trước mặt cường giả tiên đồ đều là cặn bã. Phanh, một tia chấp bạc xuất hiện, một bóng người bay vọt lên phía trước, cũng đỡ một kích thay Lăng Hàn. Bích tiêu, nhiều hoàng tử đều kinh hô, thay Lăng Hàn ngăn cản một kích chính là Bích tiêu công chúa, Thân thể động lòng người uyển chuyển phía sau lớp áo giáp màu bạc, nàng càng xinh đẹp mê người. Cho dù rất nhiều hoàng tử đã thấy qua sự đời, nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp như thế cũng giật mình ngây dại. Bích Tiêu công chúa thu tay lại, thản nhiên nói: "Các vị điện hạ, các người ngang nhiên đánh vào ngoại vụ phủ, muốn tạo phản bệ hạ sao?" Rất nhiều hoàng tử đều im lặng, bọn họ chỉ vì quyền lợi của mình, tại sao lại biến thành tạo phản? Ngoại vụ phủ chính là bệ hạ Khâm Điểm thành lập, các vị đánh tới cửa đầu tiên là ngang nhiên bắt người, hiện tại còn muốn vây công phủ chủ, Bích Tiêu chỉ có thể cho rằng, các vị hoàng tử đang cố ý đối kháng bệ hạ. Bích Tiêu công chúa từ tốn nói, Bích Tiêu, người đang che chở người này hay sao? Thất hoàng tử nói, sắc mặt âm trầm, đừng nói hắn, vẻ mặt nhiều hoàng tử cũng rất khó coi. Bích Tiêu công chúa là yêu tộc kết giao đưa tới đây, là đối tượng của một trong các hoàng tử, hiện tại lại mập mờ không rõ với một nghịch thần, bọn họ có cảm giác đầu của mình đang biến thành màu xanh chuyện này không thể nhịn, bích tiêu, người nhất định phải khư khư cố chấp sao? Đại hoàng tử trầm giọng nói, không phải bích tiêu khư khư cố chấp mà là các vị hoàng tử nhất định hùng hổ dọa người sao? Bích tiêu công chúa hỏi lại, đại hoàng tử thu hồi một chút thương hoa tiếc ngọc cuối cùng, mỹ nữ là tốt nhưng nếu so sánh với đặc quyền của quần thể hoàng tử thì mỹ nữ cũng phải đứng sang một bên, nếu không, bọn họ khác gì thứ dân. Vậy thì đừng trách cô vương không khách khí, hắn lạnh lùng nói, sau lưng xuất hiện ánh sao sáng ngời, cực kỳ chói mắt. Hắn phát động uy áp thần thể, chiến lược tăng lên rất to lớn. Đi, đại hoàng tử nhìn bích tiêu công chúa một chút, lúc này có một ánh sao sáng ngời bay thẳng về phía bích tiêu công chúa. Bích tiêu công chúa vươn tay vỗ tới, ba, ánh sao cũng bị chôn vùi nhưng kình phong đáng sợ xung kích ảnh hưởng chung quanh, toàn bộ đại sảnh sụp đổ trong nháy mắt. Đám người vội vàng chạy ra ngoài, một đám cho bụi bốc lên tận trời, tràng diện rối loạn đến cực hạn. Lăng hàn hừ một tiếng, bích tiêu, Người bắt đại hoàng tử, giao những người khác cho ta. Hắn đã tức giận, cũng không có đi gây phiền phức cho các hoàng tử, bọn họ lại đi tới phá hủy ngoại vụ phủ, chuyện này không thể nhìn. Tốt, Bích Tiêu công chúa nói, nàng mặc chiến giáp, cho dù đại hoàng tử là tiên thiên thần thể thì thế nào, nàng không cần sợ hắn. Lại nói, nàng đã dùng thần thạch đỉnh cấp trúc cơ, luận uy năng thần thông, nàng càng mạnh hơn cả đại hoàng tử. Đại hoàng tử kinh ngạc, Hắn phát động uy năng thần thể tấn công, Bích Tiêu Công Chúa dễ dàng hóa giải công kích của hắn như vậy. Tiên thiên thần thể đấy, cho dù là cấp bậc cửu lưu thì cũng là thần thể, cao cao tại thượng, lúc sinh ra đã có thể dẫn động thiên địa dị tượng, nào có dễ đối phó như vậy. Bích Tiêu Công Chúa thừa cơ phản kích, chiến giáp tăng thực lực của nàng lên gấp 10 lần nhưng so sánh với cường giả trúc thiên cơ, đại hoàng tử chỉ là người mới bước vào tiên đồ, có thể so sánh với người ta hay sao? Nhưng từ việc này cũng có thể nhìn ra thần thể vô cùng khủng bố đại hoàng tử không ngừng đánh ra tia sáng, hắn có thể ngăn cản trong thời gian ngắn. Nếu không phải như thế, thần thể cũng quá không đáng giá. Sau khi bước vào tiên đồ, thần thể mới chính thức tỏa ra hào quang của mình, đại hoàng tử khi còn là tầm bí cảnh cũng không cường đại như vậy. Nhưng đại hoàng tử cũng chỉ có thể trèo chống tạm thời, uy năng thần thể không thể bộc phát hoàn toàn, một khi hắn thả lỏng một chút, hắn khẳng định không đỡ nổi uy năng của chiến giáp. Xeo, đúng lúc này, quang ảnh lóe sáng, tất cả quang vân xuất hiện bao phủ thân thể đại hoàng tử. Trận linh, một bên là thần tử của chấm, một bên là hoàng tử, hai bên ra tay đánh nhau trong đế đô, các người không cảm thấy xấu hổ sao. Trận linh quát, bích tiêu công chúa và đại hoàng tử vội vàng dừng tay, trận linh tới có ý nghĩa đây là hóa thân của Trần Phong Viêm. Lão đại, đầu óc của ngươi hồ đồ sao, vì sao lại phá hủy ngoại vụ phủ. Trận linh lại quát hỏi đại hoàng tử, phụ hoàng, người nghe ta giải thích. Đại hoàng tử vội vàng biện bạch, nói: "Lang hàn tự mình bắt lấy thất đệ, nhục nhã quá đáng. Chúng ta rất tức giận, cho nên mới ra hạ sách này. Hừ, các ngươi đi tống tiền các tông môn quy hàng. Ngoại vụ phủ đã bẩm báo với trẫm. Trẫm đã sớm nói rồi, những thế lực này do ngoại vụ phủ xử lý. Các ngươi đưa tay loạn như vậy có thích hợp không?" Trận Linh không vui nói: "Kể từ hôm nay, các ngươi cũng ở lại trong đế đô cho trẫm bế môn hối lỗi. Trong ba năm không được bước ra khỏi cửa một bước." Vâng tất cả hoàng tử đều cung kính đáp lời, đây chính hoàng đế một quốc gia, lại là hóa linh chân quân, đã nói chính là thánh dụ. Trận linh lướt qua, cũng nhìn lướt qua người lăng hàn, hắn trực tiếp nhìn thẳng vào bích tiêu công chúa. Nếu ngươi đã bước vào tiên đồ, chấm sẽ phong ngươi làm bích tiêu quận chúa xem như ban thưởng. Cảm tạ bệ hạ, bích tiêu công chúa ven áo thi lễ, nàng trước kia là công chúa, lại là công chúa yêu tộc, đặt ở đế đô, người ta tôn kính nàng mới gọi một tiếng công chúa, bằng không nàng có khác gì một người bình thường. Nhưng bây giờ, nàng chính là quý nữ huyền Bắc Quốc hàng thật giá thật. Trận linh vung tay lên, bỗng nhiên biến thành một đám ánh sáng, hắn biến mất không thấy gì nữa. Lăng hàn trợn mắt, Trần Phong Viêm tận lực không để ý tới hắn. Cũng phải, luận bối phận hắn là tiểu thúc của Trần Phong Viêm, cho dù Trần Phong Viêm nói thế nào cũng có phần xấu hổ. chương 4018, Hồng Thiên Bộ Mưu Phản Các hoàng tử bị thánh hoàng xử lý, trong ba năm không thể bước ra khỏi cửa một bước, chuyện này cũng dẫn tới không ít nghị luận. Đám người cảm khái, vận khí lăng hàn thật tốt, luôn có thể biến nguy thành an. A, à, hắn không phải con riêng của Trần Phong Viêm chứ? Bằng không tại sao hắn lại được xem trọng và bảo vệ như thế? Trong những tin tức gần đây, hơn nữa là đại sự. Hồng Thiên Bộ bái nhập Cửu Linh Tông, trở thành đệ tử quan môn của Cửu Linh chân quân. Tin tức truyền ra, đế đô chấn động, mặc dù Thái Cổ chân quân khai tông lập phái, chiêu thu đệ tử cũng là chuyện vô cùng bình thường, thân phận Hồng Thiên Bộ quá nhạy cảm hắn là một trong đế đô song kiêu, từng được ký thác kỳ vọng cao, cho dù hiện tại cũng như thế. Bản thân hắn lại trở thành đệ tử cửu linh chân quân. Đây là phản bội, lúc này Hồng Thiên Bộ đang ở cửu linh tông, có ai dám đi giết hắn vì phạm pháp hay không? Hơn nữa, Hồng Thiên Bộ chính là thiên tài trong thiên tài, cho nên hắn sẽ nhanh chóng trở thành cường giả tiên đồ, trừ phi thánh hoàng tự mình xuất thủ, nếu không, không ai có thể đắc thủ, ngược lại còn góp tính mạng của mình vào lúc này ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm vào ngoại vụ phủ nhìn về phía lăng hàn công việc liên quan đến tông môn đều do ngoại vụ phủ quản lăng hàn thân là phủ chủ đương nhiên có trách nhiệm đuổi bắt phản đồ này trở về thứ hai lăng hàn và hồng thiên bộ được gọi là đế đô song kiêu muốn nói dưới trướng thánh hoàng có ai địch nổi hồng thiên bộ trừ lăng hàn còn ai vào đây bởi vậy trong đế đô có dư luận yêu cầu lăng hàn xuất động bắt hồng thiên bộ quay về được người có tâm thôi thúc tiếng hô như thế bay đầy trời nếu không quét sạch phản đồ, ngoại vụ phủ còn mặt mũi tồn tại hay không? Lăng Hàn, phía sau khẳng định có độc thủ dở trò. Bích tiêu công chúa quả quyết, Lăng Hàn gật đầu, tám thành là đám hoàng tử kia, bọn họ không thể rời nhà, chẳng lẽ đám thủ hạ của bọn họ không thể rời đi hay sao? Không cần để ý, mặc kệ người khác nói thế nào, quyền chủ động vẫn trong tay ta. Hắn vào cùng bình tĩnh, Bích tiêu công chúa thở ra một hơi, nàng thật sợ Lăng Hàn nóng đầu chạy tới chiêu chọc cửu linh chân quân, mặc dù nàng rất bất phàm nhưng đối mặt một vị hóa linh chân quân, nàng không có khả năng sống sót. Nhưng giữa ta và Hồng Thiên Bộ sẽ có một trận chiến, đây là việc sớm muộn, cho nên ta vẫn phải đi cửu linh tông. Lăng Hàn nói thêm, Bích Tiêu công chúa im lặng, cho dù Lăng Hàn có thể chống lại Hồng Thiên Bộ nhưng hắn còn chênh lệch với hóa linh chân quân lớn cỡ nào. Đi cửu linh tông chính là chịu chết, không vội không vội, tạm thời ta là sẽ không đi cửu linh tông. Lăng Hàn nói, qua hai ngày sau, lại có tin tức khác. Thái Cổ Tông đột nhiên thả ra tin tức, sẽ tổ chức luận võ đại hội, cũng mời anh Tài Tuấn Kiệt trong thiên hạ tham gia, nếu đạt được đệ nhất sẽ được ban thưởng một viên tinh la lan quả, cho dù không đạt được đệ nhất, chỉ cần biểu hiện xuất sắc vẫn có cơ hội được Thái Cổ chân Quân Thu làm đệ tử thân truyền. Cái gì là tinh la lan quả? Đó là tiên dược nhị tinh, công hiệu phạt mau tẩy tủy, tăng bản chất sinh mệnh. Cho người dưới tiên đồ phục dụng, trong tình huống không có đối kháng, không cùng xiềng xích trong cơ thể sẽ buông lỏng, tương đương tăng cao năng lực chiến đấu cùng dai đây là biến hóa về bản chất nếu người trên tiên đồ phục dụng bọn họ cũng không thể phá tan gông cùng xiềng xích nhưng lại tăng cơ sở bản thân lên cao hơn nhưng hạn mức cao nhất của tinh la lan quả chính là chú đỉnh cảnh sinh đan cảnh phục dụng không có hiệu quả chút nào nếu không nó không phải tiên dược nhị tinh mà là tam tinh tứ tinh dù như thế người nhận được tin tức đều kích động tiên dược không nói chuyện khác chỉ bằng vào hai chữ này đã làm tim người ta đập thình thịch không kềm chế được. Hơn nữa, hiệu quả thật sự là tăng bản chất, không giống tu vi, dù sao chỉ cần phí thời gian là có thể gia tăng tu vi. Lăng Hàn cũng động tâm, hắn quyết định sẽ đi một lần. Không nên vọng động, người xem quy củ một chút, giới hạn là người dưới tiên đồ có thể tham gia. Bích tiêu công chúa khuyên can, gia hỏa này thật sự không làm người ta bớt lo, vừa mới khuyên ngăn hắn đừng đi cửu linh tông, hiện tại tốt rồi, hắn muốn đi tới thái cổ tông đây đều là địa bàn của hóa linh chân quân, lá gan của ngươi quá to. Hiện tại có mấy người không biết ngươi gần như vô địch dưới tiên đồ, lại còn tham gia vào giải thi đấu lần này, chẳng lẽ cố ý tặng bảo vật cho ngươi. lang Hà gật đầu, hắn giết một tên đệ tử của Thái Cổ chân Quân, muốn nói Thái Cổ Tông sẽ tận lực nhầm vào hắn cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn nghĩ tới, Thái Cổ chân Quân cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này thu đệ tử ưu tú cho mình. Cho nên, đây là nhất cử lưỡng tiện, dù Lăng Hàn không có mắc câu, Thái Cổ tông cũng không đến mức lãng phí một viên tinh la lan quả. Bảo vật như vậy, Lăng Hàn không có lý do bỏ qua, hơn nữa hắn cũng là người cứng đầu, người khác càng muốn hại hắn, hắn càng phải đạp vào bẫy dập và phá nó đi. Đương nhiên, khẳng định không thể chạy tới như vậy, đi tới Quang Minh chính đại chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới. Hắn có thể cải biến thân phận, chờ sau khi thu lấy tinh la lan quả, kế tiếp sẽ công khai thân phận của mình, tương đương tát vào mặt Thái Cổ chân quân một cái thật vang rồi vừa nghĩ tới điểm này liền kích động, nhưng làm thế nào cải biến dung mạo, dịch dung thuật phổ thông không làm được nhưng nếu cải biến mật độ bắp thịt thì sao? Lăng Hàn quay về phòng ngủ, hắn lấy tấm gương ra xem. Hắn có chút xê dịch vị trí bắp thịt, gương mặt xuất hiện biến hóa lớn. Nhưng đôi mắt vẫn bại lộ thân phận của ta, Lăng Hàn cao mày, đôi mắt là cửa sổ linh hồn, hắn có niệm lực cường đại cho nên ánh mắt sáng ngời, có phong thái không thể tả. Hắn áp chế niệm lực trói buộc, hiệu quả hiện ra, hai mắt ảm đạm, mặc dù vẫn tràn ngập nhuệ khí nhưng dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. có lẽ có thể thành công. lang hàn thì thào nhưng ta nhất định phải luôn khống chế cơ bắp. một lời nói một nụ cười cũng phải chú ý, không thể lộ ra sơ hở. ừm, từ giờ trở đi ta là tàn giả. hắn hoàn toàn không có thiên phú ở phương diện đặt tên, cho nên cũng lười suy nghĩ tên mới, trực tiếp cầm cái tên quen thuộc ra dùng. hắn không ngừng luyện tập trước hương, hắn nhất định phải nhớ kỹ bộ dáng của mình nếu không chỉ cần xuất hiện biến hóa vi diệu liền lộ ra sơ hở mặt khác lúc nói chuyện và tươi cười biểu lộ xảy ra biến hóa gương mặt nên như thế nào mới thích hợp nhất hắn không ngừng huấn luyện bỏ ra thời gian một ngày cuối cùng tâm niệm hắn vừa động hắn lập tức biến thành dáng vẻ mình muốn hơn nữa mỗi lần đều giống nhau như đúc mặt khác giọng nói dễ xử lý nhất chỉ cần cải biến tần suất thì âm thanh sẽ thay đổi cứ như vậy lang hàn đi tìm bích tiêu công chúa hắn dùng gương mặt mới đi gõ cửa Bích tiêu công chúa mở cửa, nàng nhìn thấy một người xa lạ đứng trước mặt mình, nàng kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Sách, ngươi không nhận ra ta. Lăng Hàn dùng giọng nói ban đầu. Lăng Hàn, bích tiêu công chúa kinh hô, chương 4019, khổ chủ. Lăng Hàn, bích tiêu công chúa hết sức kinh ngạc, người xa lạ này chính là Lăng Hàn. Giật nảy mình đúng không? Lăng Hàn cười nói, đúng thế, bích tiêu công chúa gật đầu, sau đó giật mình nói. Ngươi muốn dùng gương mặt này đi thái cổ tông ừ người có nhìn ra sơ hở không lam hàn hỏi lại bích tiêu công chúa cẩn thận quan sát một lúc nói cải biến bộ phận cơ thịt đây là cách làm cực kỳ nguyên thủy nhưng cũng là biện pháp cực kỳ hữu hiệu mười phần tự nhiên nhưng vấn đề là người có thể từ đầu đến cuối nhớ kỹ dáng vẻ bây giờ không phải biết đừng nói hóa linh chân quân cho dù thần thức của chúc cơ cảnh cũng vô cùng cường đại gặp được là không quên ngươi chỉ cần có một chút xíu sai lầm nhỏ bé cũng sẽ bị người ta nhận ra lang hàn cười một tiếng ta có lòng tin vào việc này ngươi là nhất định phải đi ta không thể ngăn cản ngươi đúng hay không bích tiêu công chúa thở dài ừ lang hàn gật đầu như vậy lên đường cẩn thận bích tiêu công chúa nói ngươi đang lo lắng cho ta sao lang hàn nhếch miệng nói lộ ra hai hàng nanh trắng đúng bích tiêu công chúa quang minh chính đại gật đầu sau đó nàng nhìn chằm chằm vào lang hàn Lăng Hàn xấu hổ, nói, ngươi sẽ không nói thích ta chứ, ngươi là phủ chủ, ta quan tâm ngươi là đương nhiên, không nên nghĩ sai. Bích tiêu công chúa nói, khốn kiếp, bị đánh mặt, Lăng Hàn cười ha ha, hắn rất hưởng thụ những lúc ở chung với công chúa yêu tộc như thế, không la lạ nhưng lại duy trì khoảng cách nhất định, giống như hảo bằng hiếu, lại không cao trào giống như tình lữ, rất nhẹ nhõm. Mỹ nhân, chờ lấy ta trở về đi, hắn trực tiếp rời đi, ngoại vụ phủ có bích tiêu công chúa tỏa chấn, Hắn hết sức yên tâm. Lần này rời đi, hắn không mang theo Dưỡng Nguyên Hồ Lô, cho nên không mang theo đám tiểu hoa nhi, bởi vì đây là tiêu chí của hắn, nếu lần này cần che giấu tung tích, những bộ phận liên quan đến hắn cũng phải giấu. Hắn vốn muốn mang Sắc Trư theo, nhưng nghĩ tới con lợn này vạn pháp bất xâm, vô cùng có khả năng bị nhận ra, hắn không thể mang nó theo. Đối với Sắc Trư, việc này là chuyện tốt, nó có thể vui vẻ tiến vào nhà tắm nữ sinh, ký túc xá nữ sinh, dù sao bị đánh một trận cũng không có gì với vẻ ngoài của nó, khả năng được nữ sinh yêu thích là rất cao. Lăng Hàn xuất phát, hắn lại rời đế đô đi Thái Cổ Tông. Một ngày qua đi, đón mặt trời mới mọc, Lăng Hàn hô hấp thổ nạp, trong tay cầm băng nguyên đá, hắn không ngừng ngưng tụ lực lượng thiên địa, từ đó tốc độ tu hành tăng lên rất lớn. Nửa giờ sau, băng nguyên thạch giống như bốc hơi, nó đã hoàn toàn biến mất. Lăng Hàn tiếc nuối, hắn đã dùng hết băng nguyên thạch, bắt đầu từ ngày mai sẽ khôi phục tốc độ tu luyện rùa bò tại sao hắn không có nhiều đồ tốt như vậy cũng may mắn chính là hắn cách thất văn đỉnh phong một chút hắn cho rằng mình dùng thời gian vài ngày hoàn thành thất văn nhưng thất văn là một bước tiến lớn cấp độ sinh mệnh tăng lên nhưng trời lệch đất hắn phải tu luyện rất lâu mới bổ sung đầy đủ ngày mai có thể tu hành minh văn cảnh đến cực hạn tiếp theo là phải đột phá khai khiếu cảnh lang hàn dự định đột phá khai khiếu trước khi tiến vào thái cổ tông cho dù hắn áp chế chiến lực vẫn có thể quét ngang chín thành chín tầm bí cảnh nhưng không bại lộ thân phận của hắn nếu không lại xuất hiện một yêu nghiệt chiến thắng võ giả mạnh hơn hai đại cảnh giới chẳng phải quá mức trùng hợp hắn liên tục lên đường thái cổ tông cách đế đô không xa với cước trình của hắn hắn chỉ cần mất hai ngày đi đường là đến nơi bởi vậy thời điểm mặt trời lặn thái cổ tông nằm cách đó không xa lang hàn dự định nghỉ ngơi một đêm thật tốt dù sao giải thi đấu luận võ diễn ra vào hai ba ngày sau hắn hoàn toàn có thể ung dung bình thản hắn đốt đống lửa lấy ra đồ ăn và tiến hành nấu nướng qua một lúc mùi thịt tỏa ra bốn phía lang hàn vừa mới bắt đầu ăn lúc này có vài bóng người bay tới bỗng nhiên đứng cách hắn không xa thiếu ra nhà ta đói bụng cút sang một bên một lão giả quát lang hàn ánh mắt hung ác lang hàn nhìn sang hắn giật mình đối phương có năm người hắn đều nhận ra là người tới từ tinh không bên ngoài người trẻ tuổi kia không phải là kẻ bị hắn cướp sạch hay sao người xem trên đầu còn có một cục u lớn đấy cũng may bọn họ không nhận ra mình Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, con người của ta hiếu khách, cùng ngồi đi, lão giả kia giận dữ, bảo ngươi cút ngươi nghe không hiểu sao. Được rồi, cùng ăn đi, người trẻ tuổi lên tiếng, hắn có phần không yên lòng. Gần đây hắn quá xui xẻo, làm gì cũng không thuận. Tất cả bắt đầu vào lúc hắn rơi xuống tinh thể này. Vừa mới lạc đàn liền bị người ta gõ ám côn, cướp sạch gia sản, kể cả hai kiện chiến giáp cực kỳ chân quý. Tiếp theo hắn uống nước tê răng, hít thở cũng ợ hơi, đi trên đất bằng bị ngã, phân chim rơi từ trên trời xuống. Tóm lại, tất cả tai nạn cực kỳ khó tưởng tượng đều xuất hiện trên người hắn, hắn có cảm giác hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ tinh cầu này khắc hắn? Chính vì vậy, hắn cũng lười so đo việc khác, nếu không với tính cách kiêu ngạo của hắn, hắn sẽ không cho phép Lăng hàn ngồi bên cạnh mình. Dân đen thấp kém làm sao xứng ngồi cùng hắn, đoàn người ngồi xuống, không khách khí phân chia thành quả cực khổ của Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ quan sát, người trẻ tuổi bị vận rủi quấn thân, Hắn có thể gặp lại khổ chủ, khẳng định sẽ có xui xẻo. quả nhiên chưa cắn vài miếng, người trẻ tuổi bắt lấy cổ họng của mình, hắn lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trong thịt có độc, có lão giả đứng dậy, hắn trợn mắt nhìn về phía lăng hàn. Lăng hàn mỉm cười: nếu trong thịt có độc, ta khẳng định đã bị độc chết trước, ta thấy hắn không cẩn thận bị hóc xương thôi. Lại có một lão giả vỗ lưng người trẻ tuổi, người trẻ tuổi ưỡn ngực và phun ra một cục xương, lúc này mới trở nên nhẹ nhõm. đúng là hóc xương. Đám lão giả ngồi xuống, đây chính là hậu đại lão tổ tông Nghiêu gia thương yêu nhất, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, mặc dù bị người ta đánh lén và cướp sạch, nhưng người không có việc gì là tốt rồi. Lăng Hàn nhìn người trẻ tuổi, đột nhiên nói, ta nói vị huynh đệ kia, ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, gần đây bị xui xẻo đúng không? Chớ có nói hưu nói vượn, một lão giả lập tức trách mắng, thiếu chủ nhà ta phúc vận tề thiên, làm sao có thể không may? Hắc hắc, ta nghiên cứu tiên thiên quẻ tượng 30 năm, mẫn cảm với khí vận nhất, nhìn một chút là biết rõ. Lăng Hàn nói chuyện đầy tự tin, thôi đi, người chỉ mới 20 tuổi, làm sao nghiên cứu tiên thiên quẻ tượng 30 năm. Lão giả lúc trước nói phá, người trẻ tuổi kia chấn động, hỏi, người thực sự hiểu quẻ tượng. Đương nhiên, Lăng Hàn ngạo nghễ nói, có phải những ngày qua ngươi liên tục gặp chuyện xui xẻo, đi đường cũng có thể vô duyên vô cớ ngã một cái. Khốn kiếp, tính thật chuẩn,